Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh Truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Sao Anh Chưa Đến Dỗ Em Đi. Chương 61 lại bị chỉnh đốn một trận nhiễm thuật á, nhiễm thuật không bao giờ chịu thua. Khi Tang Hiến đang mang tất đống thiết bị lên trên xe, nhiễm thuật cũng đang ngồi ở ghế phụ cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Cao Cần, đưa nick WeChat của Lục Dĩ Nhiên cho em. Cao Cần, em, lại làm cho gì thế? R.S. cứ đưa cho em là được. Cao Cần vẫn phải gửi danh thiếp cho nhiễm thuật. Rất nhanh sau đó, nhiễm thuật đã gửi lời mời kết bạn, ghi chú thêm tôi là nhiễm thuật. Lúc này Tang Hiến lên xe, liếc mắt nhìn nhiễm thuật, giúp nhiễm thuật cài dây an toàn. Suốt cả quá trình này, hai người còn không cả nhìn nhau. Chờ một lúc sau, Lục Dĩ Nhiên chấp nhận lời mời kết bạn, gửi tin nhắn đến. Ngay lập tức, nhiễm thuật nhanh nhỏ gõ chữ, hỏi anh cái này. Quân Nhược Thanh lộ trần, R.S. Người bạn kia của anh, tên cung thời An ấy, độc thân à? Quân Nhược Thanh lộ trần, cậu hỏi cậu ấy làm gì? R.S. Chuyện hơi phức tạp, anh nói cho tôi biết tình trạng của anh ta là được. Quân Nhược Thanh lộ trần, chắc là vậy. R.S. Vậy anh ta là gay à? Quân Nhược Thanh lộ trần. R.S. Anh là dấu hỏi thành tinh à? Quân Nhược Thanh lộ trần, cậu cách cậu ta xa một chút. R.S. Ý anh là sao? Quân Nhược Thanh lộ trần, không có ý gì cả. Nhiễm thuật nhìn điện thoại buồn bực, cậu muốn hỏi tình trạng của cung thời An một chút thôi mà, chuyện gì xảy ra với Lục Dĩ Nhiên vậy? Giống như ăn phải thuốc súng ấy. Cậu còn tưởng rằng thông qua chương trình truyền hình thực tế lần trước, cậu và Lục Dĩ Nhiên sẽ có thể làm bạn bè, hiện tại xem ra là không được. Cậu bỏ luôn, không hỏi Lục Dĩ Nhiên nữa, gõ chữ trả lời, vậy thế này đi. Anh cho tôi các phương thức liên lạc của cung thời An, tôi tự hỏi. Quân Nhược Thanh lộ trần, không cho. R.S. Vậy tôi tự đi tìm anh ta. Quân Nhược Thanh lộ trần, nhiễm thuật tôi cảnh cáo cậu, cách cậu ấy xa một chút. Cậu ấy khác cậu. Nhiễm thuật lên máu, hỏi lại, sao, anh ta thanh cao quá à? Tôi không được chỗ nào. Tôi không bằng cung thời An à? Không phải chỉ là cao hơn tôi một chút, trông thông minh hơn tôi một chút, ngoài ra còn có cái nào hơn tôi nữa, tôi rõ ràng là kiểu được Tang Hiến thích hơn. Ngay cả Lục Dĩ Nhiên cũng cảm thấy cậu không bằng cung thời An sao? Má, càng giận hơn nữa, nhiễm thuật ngẩng đầu nhìn Tang Hiến, nói em muốn đi tìm cung thời An đối đầu. Vậy nghĩa là em vẫn không tin anh à? Em không có ý đó, em phải hỏi cho rõ ràng. Không thể vu không anh. Tang Hiến lấy điện thoại của mình ra, đưa cho nhiễm thuật, lướt đến số công việc là có thể tìm thấy cậu ta, có ghi chú, hai người có thể gọi video. Nhiễm thuật nhận điện thoại. Đầu tiên là gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Nhiên, tôi có được phương thức liên lạc rồi, không cần anh nữa. Ai ngờ, Lục Dĩ Nhiên đột nhiên bắt đầu nổi điên. Quân Nhược Thanh lộ trần, nhiễm thuật, nếu cậu nhằm vào tôi thì không cần phải trêu chọc đến cậu ấy, đây là chuyện giữa hai người chúng ta. Quân Nhược Thanh lộ trần, cậu ấy rất ngây thơ, là một người rất sạch sẽ, cậu tốt nhất đừng quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Nhiễm thuật nhìn mấy câu này, không còn gì để nói. Cậu giống với loại người đó sao? Cậu chỉ tùy tiện trả lời một câu, ờ, sau đó đi tìm cung thời An. Cậu gọi thẳng video cho cung thời An, chờ một lát thì cung thời An đã kết nối. Cung thời An nhìn thấy đầu này video là nhiễm thuật thì không khỏi khẽ giật mình, sau đó cười nói, thầy nhiễm, có chuyện gì hả? Rõ ràng là cung thời An đang ở trong nhà nghỉ ngơi, còn đang mặc một bộ áo ngủ sọc màu đen, tóc rũ xuống trước trán, mắt rất đen, trông rất vô hại. Nhiễm thuật cũng không hỏi thẳng vấn đề có thể đụng chạm, mà quanh co lòng vòng, à, tôi muốn hỏi anh một chút, sản phẩm kia có ổn không? Ừm, tôi nhận được rồi, đã đeo lên, cũng được mấy người khen. Cung thời An trả lời không hề có sơ hở nào, nhưng chuyện này vẫn cần nội bộ công ty quyết định, cuối cùng có thể đầu tư hay không cũng phải chờ đội ngũ có quyền ra quyết định. Cậu hiểu đấy, những người đầu tư như chúng tôi luôn làm việc rất cẩn thận, dù cậu có đích thân video cô với tôi. Tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ. Nhiễm thuật nhìn sang bên Tang Hiến, sau đó nói đối phó, cân nhắc kỹ càng là đúng, nhưng nhà họ Tang vẫn rất có thực lực. Cũng vì đây là sản nghiệp của nhà họ Tang nên tôi mới đặc biệt cân nhắc. Dù sao thành tích trước đó của sản nghiệp tôi cũng xem rồi, sản nghiệp với tình trạng như thế này sẽ không qua nổi vòng sơ tuyển của công ty chúng tôi. Ừm, anh nói đúng. Nhiễm thuật hoàn toàn không hiểu chuyện làm ăn, chỉ có đáp lại cho qua. Cung thời An mỉm cười nhìn cậu, hỏi, thầy nhiễm có lời khuyên nào cho tôi à? À,
sau này bớt tăng ca lại. Ồ, Cung Thời An khó hiểu một lúc, ồ, được. Hiện tại cậu còn độc thân không? Nhiễm Thuật đột nhiên hỏi chuyện này. Cung Thời An im lặng một lát, dường như là đang suy nghĩ, sau đó trả lời có thích một người rồi. Ai vậy? Nhiễm Thuật mở to hai mắt, tinh thần tỉnh táo. Cung Thời An mỉm cười hỏi thăm, thầy Nhiễm có chuyện gì hả? Thì, Hiếu Kỳ, tinh anh giới thương nghiệp sẽ yêu đương với người như thế nào? Chuyện này là bí mật. Đúng lúc này, bên phía Cung Thời An truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó có người đi tới cướp điện thoại của Cung Thời An, cúi đầu nhìn màn hình. Sao em lại tới đây? Cung Thời An kinh ngạc hỏi. Nhiễm Thuật à? Lục Dĩ Nhiên hỏi. Ngay sau đó, Nhiễm Thuật và Lục Dĩ Nhiên đối mặt nhau. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lục Dĩ Nhiên tắt cuộc gọi video. Nhiễm Thuật cầm điện thoại, Tang Hiến liếc mắt nhìn cậu, hỏi còn chưa thấy rõ sao? Là ý gì? Lục Dĩ Nhiên cứ độc thân mãi, Cung Thời An lại lớn lên cùng hắn cũng một mực độc thân, hai người như hình với bóng. Bộ não không qua thông minh của Nhiễm Thuật bắt đầu tăng tốc. Tang Hiến tiếp tục lái xe, nói, nhưng mà anh cảm thấy Cung Thời An cũng không đơn giản như vậy. Có lần anh ta say rượu đã từng nói về thứ mình thích, thích nghe tiếng bước chân ở tầng trên. Về sau anh nghe nói, Lục Dĩ Nhiên mua 3 căn trong một tòa nhà, có cho Cung Thời An 1 căn, hai người bọn họ là người tầng trên người tầng dưới. Tiếng bước chân tầng trên là của Lục Dĩ Nhiên. Cách âm tệ vậy sao? Lực chú ý của Nhiễm Thuật lại ở chỗ này. Thế nên anh ta mới để cả căn phòng không có một âm thanh nào, như vậy mới có thể nghe thấy tiếng bước chân ở tầng trên, em không thấy thế rất si tình sao? Địch mẹ, hình như em hít được quả thị hơi thơm. Lo cho cái thân em đi, thầy Nhiễm ạ. Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng ý thức được hoàn cảnh của chính mình hình như cũng không được tốt lắm. Mười mấy phút trước Nhiễm Thuật vẫn còn chết tâm vì thất tình, cả thân thể như sắp gục ngã. Giờ đây đã hoàn toàn nhận ra được lỗi của mình, cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên xin lỗi hay nên giằng co tiếp. Nếu như xử lý không tốt, sợ rằng mình mẩy cậu sẽ gục ngã kiểu khác. Nhiễm Thuật rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, lại nhìn hướng dẫn, phát hiện ra đường Tang Hiến đi là một thành phố khác. Cậu nhịn không được, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Đến một trang viên, đến đó làm gì, tạo cảm giác an toàn. Nhiễm Thuật nuốt nước bọt, cầm lấy hai cái điện thoại đang nằm ở ghế phụ. Suy nghĩ một lúc, cậu mới nói, không phải do anh. Anh làm sao? Anh quá tốt, nên em mới sợ những người khác đều thích anh, dành anh với em. Tang Hiến không trả lời. Nhiễm Thuật tiếp tục nói, anh ơi, anh sẽ không giận em chứ? Nhiễm eo éo sao tái xuất giang hồ. Anh ơi, sao anh không trả lời em? Anh ơi, em hát cho anh một bài nhó. Anh ơi, anh lái xe cứ như tưởng Colombia, rất là đẹp ý. Sao lại là Colombia? Cuối cùng Tang Hiến cũng mở miệng. Anh, không gì sánh bằng. Nên là Colombia, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tang Hiến im lặng. Nhiễm Thuật cảm thấy cứ im im lái xe thế này mãi thì không ổn, thế là bắt đầu cất giọng hát. Cậu mở bài hát của chính mình ra, ngâm nga theo, hát đến chỗ mấu chốt, cậu vẫy vẫy bên ngoài cửa sổ, các bạn ở phía đối diện có khỏe không ạ? Cuối cùng Tang Hiến cũng lên tiếng, nếu bên kia có người vẫy lại thì em sẽ bị dọa khóc cả đêm đấy. Hình như bên kia là Nghĩa Trang, anh có thể dừng xe cho em đi xem sự nhiệt tình của mấy người kia. Anh ơi, anh lo lái xe đi ạ. Nhiễm Thuật lại đổi cách, tìm một ca khúc tha thiết ra giết, kể khổ với Tang Hiến, anh không hay biết, em đã khóc cả một ngày sao. Tại em chứ ai, không phải vì quan tâm đến anh sao. Nói quan tâm anh mà lại công khai mình độc thân, thế mà là quan tâm anh à. Trời, nói chuyện không có lối ra luôn. Nếu không phải vì xe đã chạy xa rồi thì Nhiễm Thuật còn có thể tiện thể chôn, trời, ở trong cái nghĩa trang vừa rồi. Xưa có Đại Ngọc chôn hoa, nay có Nhiễm Thuật chôn, trời. Nhiễm Thuật chỉ có thể với tay tắt nhạc, ngồi ở ghế phó lái tiếp tục suy nghĩ. Mãi thì Tang Hiến cũng lái xe đến trang viên kia, dừng lại trong gara. Bên ngoài cửa cuốn vẫn chưa đóng, ánh trăng xuyên qua cửa, chiếu vào xe một chút. Nhiễm Thuật mở dây an toàn định xuống xe nhưng Tang Hiến lại khóa cửa lại. Nhiễm Thuật quay đầu nhìn anh, thấy anh tháo dây an toàn ra, điều chỉnh chỗ ngồi về phía sau, nói, ngồi lên đây. Em không nghe thì để anh làm. Đây đây đây. Không phải em làm rồi sao? Nhiễm Thuật cấp tốc nghe lời, động tác nhanh nhẹn bỏ qua, ngồi lên đùi Tang Hiến, tay vịn vai anh. Tang Hiến rất ít khi tức giận với Nhiễm Thuật, trừ khi nhịn không nổi.
Hôm nay, hiếm khi Tang Hiến cáo thế này, thái độ cư xử với cậu cũng không hề tốt, nhưng với Nhiễm Thuật, anh vẫn kìm lại cơn giận để giải thích cho cậu, đến tận chỗ kia đón cậu chỉ bởi vì sợ cậu lén buồn bực vì hiểu nhầm. Lúc này thấy Nhiễm Thuật đang ngồi trên đùi mình, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn mình, Tang Hiến lại không thể làm gì. Nhiễm Thuật lại bắt đầu diễn tiếp, anh ơi, anh nghỉ phép năm thật sao? Ừ, còn công ty phải làm sao đây? Còn có bố anh giúp đỡ, anh nghỉ 7 ngày chắc không sao đâu. Vậy trong này, Nhiễm Thuật nhìn ra bên ngoài xe, hình như cậu chưa bao giờ đến đây nhưng nhìn qua thì thấy hơi cũ, kiến trúc cũng giống những năm đó, chắc là ngôi nhà hồi xưa của Tang Hiến. Tang Hiến giải thích với cậu, trước khi đến anh đã liên lạc rồi, bên trong đã quét dọn xong, bây giờ trong trang viên không có người khác, chỉ có hai chúng ta. Em không phải lo lắng thợ săn ảnh, những người khác không vào đây được, em đứng ngoài sân cũng không nhìn thấy hàng xóm. À, như thế hả? Sau khi xác định nơi này không có người, cuối cùng Nhiễm Thuật cũng dám to gan. Không phải em đang lấy lòng anh sao, tới đi anh yêu. Nhiễm Thuật nói, nhào đến Tang Hiến. Tang Hiến đột nhiên nắm cổ tay cậu, thì thầm, Nhiễm Thuật, lúc em làm giọng eo éo nghe rất giống Hắc Sơn lão yêu sao? Sao một nhân vật trong Thiện Nữ U Hồn, là một lão yêu ngàn năm? Em nên cầu nguyện lát nữa cũng có thể bóp giọng như vậy, bóp không được một âm, anh sẽ chơi chết em. Nhiễm Thuật thật sự không muốn phát ra tiếng nào nhưng lại không thể không làm vậy. Xe vẫn trong trạng thái khởi động, đậu yên tĩnh trong gara. Nhà để xe vắng vẻ, chỉ có ánh trăng. Đám mây run rẩy, ánh trăng khẽ lay. Một đêm mất ngủ, chương 62 tôi có thể chữa bệnh cho anh ấy, còn anh ấy cứu mạng tôi. Nhiễm Thuật hay quạo khi mới ngủ dậy. Chuyện này người thân thuộc với cậu đều biết, nhưng Tang Hiến cũng không nuông chiều cậu. Mới 8 giờ sáng, Nhiễm Thuật còn chưa tỉnh ngủ đã bị kéo mền. Trong nháy mắt đó cậu thật sự cảm thấy cậu là một cây cà rốt mặc cho người xâm phạm. Cậu bị người kéo dậy đứng ở bên giường, cơ thể thoáng lảo đảo. May mà được đỡ lấy. Cậu mở to mắt mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Tang Hiến. Đi rửa mặt, Tang Hiến thấp giọng sai. Anh bị điên à? Nhiễm Thuật kêu lên, em còn chưa tỉnh ngủ mà anh đã gọi em dậy rồi. Không phải là anh được nghỉ à? Được nghỉ xong là anh bắt đầu giày vò em. Đêm qua em với anh tập thể dục cả đêm, anh không mệt nhưng em mệt. Tang Hiến không để ý đến cậu đang giãy giụa, dứt khoát luồn dưới nách cậu xách cậu đến toilet như xách em bé, nói, hồi trước giày vò thật lâu em vẫn bỏ dậy đi chửi người ta vào sáng sớm mà, bây giờ cơ thể ngọc ngà đã yếu đi rồi à. Nhanh rửa mặt rồi nấu bữa sáng cho anh. Cái gì, em nấu đồ ăn sáng cho anh, em còn chưa đi ị buổi sáng đâu, hay anh chờ trong nhà vệ sinh chờ ăn cho nóng. Em đừng quên chúng ta tới đây làm gì. Nhiễm Thuật nghĩ một lát rồi hỏi, bồi dưỡng cảm giác an toàn. Anh bồi dưỡng như vậy đây à? Anh làm em cảm thấy rất không an toàn. Ai nói bồi dưỡng cảm giác an toàn của em? Anh đến để bồi dưỡng cảm giác an toàn của anh. Cảm giác an toàn của anh? Ừm, bạn trai anh công khai mình độc thân, anh cảm thấy rất không an toàn. Nhiễm Thuật đối lý trong nháy mắt, một lý do mà Tang Hiến có thể lấy ra để giày vò, lật qua lật lại cậu trăm ngàn lần, cậu vẫn chưa giải quyết được. Trong giây phút Nhiễm Thuật yên tĩnh lại, Tang Hiến cũng đã rời khỏi toilet. Nhiễm Thuật chỉ có thể cam chịu rửa mặt, làm xong đi ra liền thấy trên giường đặt một bộ đồ hầu gái. Nhiễm Thuật, tên biến thái chết tiệt, thích nhìn cậu mặc đồ nữ như thế, vì sao không dứt khoát tìm bạn gái luôn đi? À, thích con trai mặc váy chứ gì, cho rằng mặc váy thì chỉ cần kéo váy lên là chịt à. Vậy không có váy thì cứ thế phạch phạch suốt thôi à. Tật xấu gì vậy không biết, em không mặc. Nhiễm Thuật leo lên giường, chui vào chăn, vợ là để cưng. Nhiễm Thuật là để yêu, bạn trai là do anh tự chọn, lợi ích bây giờ là định mệnh. Anh đừng có hòng hung hăng càn quấy để nghịch thiên cải mệnh, nói cho anh biết, không thể nào. Quần áo hôm qua của em bẩn rồi, sao lại bẩn em cũng biết rõ, anh đã ném đi luôn. Bây giờ trong phòng chỉ có bộ quần áo này thôi, nếu em không thích thì tháo màn cửa xuống, hoặc quấn chăn đi khắp nơi, không được nữa thì cởi chuồng, anh cũng không có ý kiến. Nhiễm Thuật ngẩn người. Đứng dậy đi vào trong phòng cất quần áo. Quả nhiên là thấy chỗ nào cũng trống không. Tang Hiến theo cậu đi vào phòng chứa quần áo. Học theo giọng điệu của cậu, cục cưng, bút chì là dùng để gọt, độc giả là lưỡi dao, bạn trai là để ôm, em muốn lần tới sẽ ở đâu. Nhiễm Thuật chỉ có thể đi ra ngoài, chấp nhận số phận đi nghiên cứu xem bộ đồ hầu gái này mặc kiểu gì. Ồ, kích thước còn rất vừa, chuẩn bị cả bít tất cho cậu.
Cậu mặc vào xong thì trợn mắt chừng Tang Hiến một phát. Tang Hiến lại nhếch miệng, hình như cực kỳ vừa ý với việc cậu mặc đồ hầu gái. Nhiễm Thuật đã chấp nhận số phận, nhanh chân đi ra khỏi phòng, hỏi trong bếp còn gì không? Còn vài thứ, mang lên cho em đây. Được, em cho anh. Gọi chủ nhân, Nhiễm Thuật dừng bước, rồi nhanh chóng lùi lại, nhảy chồm lên muốn gõ lủng đầu Tang Hiến nhưng lại bị anh tránh đi. Em còn phải gọi anh là chủ nhân, còn muốn em dập đầu lại anh luôn không? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bớt xem mấy phim ảnh kỳ quái đi. Anh chưa xem, cũng không cần dập đầu, quy củ chút là được. Nếu như anh không vui, anh sẽ bàn với em một chút về chuyện độc thân của em. Em còn muốn về lại thời độc thân nữa đấy. Ai ngờ, điện thoại di động của Tang Hiến lại phát ra một đoạn ghi âm. Chồng ơi, em không làm màu nữa, em nhớ anh, hu hu hu, chồng ơi. Anh đến đón em đi, em yêu anh quá, rất yêu anh, trong đầu chỉ toàn là anh. Hu hu, anh không thể bỏ mặc em rất nhớ anh. Cái này, Nhiễm Thuật nghe xong thì sụp đổ liền, đây là 4 năm trước rồi. Đến giờ anh vẫn giữ cẩn thận, nếu như anh không vui, anh sẽ phát đi phát lại đoạn này thật nhiều lần, cứ phát vậy thôi. Nhiễm Thuật giận đến mức nói cả tiếng Đông Bắc được, chủ nhân, tôi đi hầm cho anh một củ khoai tây thật to cho thêm ít mì. Nói xong thì xoay người đi xuống dưới lầu. Cùng là tức giận xoay người như vậy nhưng sau khi mặc trang phục hầu gái vào thì không giống trước, mép váy bay lên, lúc xoay trông rất giống thiếu nữ. Chuyện này khiến Nhiễm Thuật khựng lại, rồi lại tiếp tục giẫm chân, giậm huỳnh huỳnh đi xuống lầu, vừa đi vừa càu nhàu, cái chỗ rách nát này, chả có nổi thang máy, đỉ mẹ. Tang Hiến vẫn hơi lo lắng, sợ Nhiễm Thuật xuống bếp làm nổ phòng bếp, có khả năng khiến hai người bọn họ ôm nhau chết chùm. Chết chùm không đáng sợ, đáng sợ là để người khác nhìn thấy dáng vẻ Nhiễm Thuật mặc đồ hầu gái. Cho nên Tang Hiến quyết định đi xuống lầu xem. Sau khi xuống dưới, liền thấy Nhiễm Thuật cầm một cái muỗng nhỏ cậy màng tường, cầm muỗng cậy tường ra, Tang Hiến ngu xuẩn, đồ đần thối, lợi dụng sao, tên chó thối tha. Sao na chơ di mau giang linh chiên, lấy lông gà làm mũi tên, dùng để chỉ những người dựa trên những câu nói của cấp trên hoặc sếp mà đưa ra những mệnh lệnh cho người khác với thái độ rất kiêu căng. Ở đây mọi người có thể hiểu là Tang Hiến lợi dụng câu nói, tôi độc thân, của Nhiễm Thuật xong suốt ngày ra lệnh cho cậu ấy nhé. Sau đó cầm màng tường vừa mới cậy xuống bỏ vào trong đĩa, bưng đĩa lên định đổ vào nồi. Tang Hiến lui về phía sau mấy bước, giả vờ như vừa mới đi đến, trong tủ lạnh có đồ làm sẵn rồi, cho vào lò vi sóng hâm lại là được. Không, em phải đích thân làm cho anh để anh cảm nhận được thành ý của em. Không cần, Tang Hiến vừa nói vừa mở tủ lạnh, lấy đồ ra bỏ vào lò vi sóng. Quay đầu lại, liền thấy Nhiễm Thuật giơ một quả trứng gà ra nói, hâm nóng một quả trứng gà nữa. À, Tang Hiến cũng không nghĩ nhiều, bỏ luôn trứng gà vào. Hai người đi ra phòng khách đợi, chiến tranh lạnh còn chưa kịp kết thúc thì lò vi sóng đã nổ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ quay lại nhìn phòng bếp vừa bị nổ, nhìn mặt đất bừa bộn, đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ giống nhau. Hai người bọn họ sống riêng ở đây, hẳn sẽ không sống nổi. Phòng bếp bị nổ, Tang Hiến đi ngắt điện trong cả trang viên. Sau đó anh lại liên hệ người đến sửa, để bọn họ đưa đồ ăn tới. Hai người đều rất đói, dứt khoát lên luôn lầu nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi để giữ sức. Kế hoạch rất ổn lại thành ra thế này, hai người đều không ngờ được. Nằm một lát, hình như Tang Hiến đột nhiên ngộ ra điều gì đó, mở miệng, anh nghĩ ra rồi. Lò vi sóng không thể làm nóng trứng gà. Không, bảo bọn họ mang tóc giả đến, em còn thiếu một bộ tóc giả. Nhiễm Thuật cạn lời trong nháy mắt, Tang Hiến thật sự cầm điện thoại di động lên để bắt đầu thu xếp. Nhiễm Thuật nằm trên giường suy nghĩ, phải làm sao mới chia tay với Tang Hiến được đây. Cậu đột nhiên nói với Tang Hiến bằng giọng buồn buồn, Tang Hiến, chúng ta chia tay đi. À, chẳng phải em vẫn đang độc thân à, chia tay gì chứ? Vậy, sao chúng ta vẫn phải ở chung để tăng cảm giác an toàn? Tang Hiến nghĩ nghĩ rồi đáp, vậy cứ coi như chúng ta đã quay lại đi. Ok, thế thì chia tay đi. Được, Nhiễm Thuật ngồi phắt dậy, mặc kệ có đói bụng hay không, nhảy lên trên người Tang Hiến và bóp cổ anh dám đồng ý chia tay à? Tang Hiến bị bóp cổ cũng không gấp, cầm điện thoại lên cho Nhiễm Thuật xem, em thích kiểu tóc giả nào? Nhiễm Thuật thật sự nghiêm túc xem một tí, chọn hai bộ. Tang Hiến lại gõ chữ gửi tin nhắn. Nhiễm Thuật lấy lại tinh thần, tiếp tục bóp cổ Tang Hiến, đang cãi nhau với anh đó.
Cuối cùng Tang Hiến cũng để điện thoại di động xuống nhìn về phía cậu, mắt đảo từ đầu đến chân, sau đó lại cười cười, vị trí không lệch mấy, đúng lúc anh đang đói, đút cho anh ăn cái khác nhé. Tang Hiến đi xuống bếp sắp xếp chuyện sửa bếp với nhân viên. Nhiễm Thuật một mình đứng trước gương, xoay tròn trước gương. Thì ra cảm giác mặc váy là thế này, cũng không khác mặc đồ cổ trang là mấy. Lại xoay một vòng nữa, váy bay bay. Xem ra cậu không những đem lại cảm giác giống thiếu niên mà còn giống thiếu nữ. Cậu thật tuyệt vời quá đi. Dừng lại một chút, rồi lại nhìn lên mặt mình trong gương, hình như mắt cậu trong gương hơi có quầng thâm. Cậu như người đàn ông bị yêu tinh hút dương khí, cả người đều hỏng bét. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cậu lôi điện thoại di động ra, định gọi thêm ít thuốc đông y đưa đến Trang Viên, tránh cho vào tập sau của chương trình truyền hình thực tế lại không chạy nổi. Lúc này cậu mới nhận ra, đêm qua lúc quấn quýt với Tang Hiến, điện thoại đã bị tiện tay ném sang một bên. Lúc cậu trở lại phòng ngủ để tìm đồ thì phát hiện trong đống đồ tùy thân còn có nhật ký của Tang Hiến, cậu không ngờ rằng Tang Hiến lúc nào cũng mang quyển nhật ký theo bên người. Cậu phản ứng rất nhanh, nhất định là Tang Hiến muốn viết nhật ký, ghi lại hết mấy chuyện độc ác mà anh làm mấy hôm nay. Mỗi lần chia tay Tang Hiến đều nhớ rõ ràng, loại bạn trai này đúng là loại, gây chuyện với anh ấy một chút là anh ấy sẽ lấy quyển sổ nhỏ ra ghi lại. Cậu cầm nhật ký lên, ngó ra ngoài để thăm dò rồi bắt đầu rửa xem. Thế này thì kiểu gì cậu cũng tìm được lý do để mắng cho Tang Hiến dừng lại. Kế hoạch đã được thông qua. Lần này, cậu lướt xem nội dung sau khi chia tay. Ngày 23 tháng 4, sau khi cãi nhau xong với Nhiễm Thuật thì bị mất ngủ. Tình trạng không tốt, mình bắt đầu xuất hiện ảo giác. Chỉ mới nhìn thấy câu này, tim Nhiễm Thuật liền đập, thình thịch xiết lại trong nháy mắt. Cậu nhanh chóng nghiêm túc đọc tiếp, nội dung bên dưới là, mình nhìn thấy Chu An xuất hiện bên cạnh mình, nhìn thấy rõ ràng cả dung mạo, dáng hình và cả tiếng nói của chú ấy. Rõ ràng hôm đó mình chỉ vội vàng gặp chú An, chỉ thấy dáng vẻ cứu người của chú ấy, chỉ nói với chú ấy một câu vậy thôi nhưng mà mình lại có thể thấy chú ấy rõ ràng đến vậy. Chú ấy nói chuyện phiếm với mình. Hỏi thăm tình trạng gần đây của mình, còn hỏi thăm mình về tình hình của Hầu Mạch và dì Hầu. Có lẽ vì nhìn thấy chú ấy một lần nữa nên sự áy náy trong mình lại càng mãnh liệt, khiến cho mình suy sụp một lần nữa. Nhiễm Thuật xem đến đây thì cuối cùng cũng xác định được, sau khi cậu cãi nhau rồi chia tay với Tang Hiến, bệnh của anh đã tái phát. Đã rất nhiều năm rồi Tang Hiến chưa từng tái phát, sao đột nhiên lại như thế này? Lông mày Nhiễm Thuật nhíu chặt, vành mắt đỏ lên tiếp tục đọc tiếp. Ngày 25 tháng 4, mình mất khống chế một lần nữa. Lúc mình khôi phục ý thức, trong tay đã cầm dao, chặt xuống cái thớt trống không. Mình không biết mình đã đi vào phòng bếp từ bao giờ, lại cầm con dao từ lúc nào. Khi mình tỉnh táo lại thì đã là sáng sớm rồi. Thậm chí mình còn không biết là đến cuối cùng thì do mình bị ảo giác hay là mộng du nữa. Chuyện này khiến mình nhận ra rằng, chỉ sợ lúc mất kiểm soát, mình không chỉ sẽ lẩm bẩm với không khí mà thậm chí còn có thể sẽ vớ lấy dao. Mình bắt đầu thấy may vì thời gian này Nhiễm Thuật không ở cạnh mình, nếu không thì mình có thể làm em ấy bị thương không? Rõ ràng sau khi quen Nhiễm Thuật, em ấy luôn phân tán sự chú ý của mình, rất nhiều năm rồi mình chưa bị tái phát lại. Sao vẫn bị như vậy nhỉ? Ngày 30 tháng 4, mình nói chuyện với bác sĩ Giản. Xem ra vẫn phải điều trị bằng sốc điện. Không thì mình không có cách nào để quay về bên cạnh Nhiễm Thuật, mình sợ mình sẽ làm em ấy tổn thương. Chuyện này không thể nói cho ai nghe được, bọn họ không nói cho Nhiễm Thuật thì sẽ nói với Hầu Mạch, mình không thể làm cho nhà Hầu Mạch thêm bối rối. Bệnh của mình gây phiền phức cho quá nhiều người, mình im lặng tự xử lý là được rồi. Bác sĩ Giản nói bệnh của mình và Nhiễm Thuật thật sự rất thú vị. Bệnh của hai người lại có thể bổ sung, trị liệu cho nhau. Nhiễm Thuật cũng đang giấu đi chứng trầm cảm, hoặc cũng có thể nói là chứng phụ thuộc. Em ấy cần phải ầm ĩ đòi chia tay với mình, phải thu hút sự chú ý của mình mới cảm thấy an toàn, xác định là mình sẽ không rời bỏ em ấy. Em ấy cần phải liên tục nói với bạn bè là mình yêu em ấy, cần được người bên ngoài công nhận. Em ấy trông có vẻ tùy tiện nhưng thật ra là một cậu bé có rất nhiều bất an. Mình biết hoàn cảnh lớn lên đã đem lại cho em ấy vết thương rất lớn. Nên mình rất yêu thương, trân trọng em ấy. Cũng nhờ em ấy ầm ĩ nên mới làm phân tán lực chú ý của mình, làm dịu đi bệnh tình. Nếu không có em ấy, e là mình vẫn đang bị hãm trong sự cực đoan, ầm ĩ tự hại bản thân mình, hoặc tự sát. Bố mẹ mình thích em ấy như thế hẳn cũng vì chuyện này,
chỉ có nhiễm thuật là có thể chữa cho mình. Đương nhiên cũng có những nguyên nhân khác mà em ấy làm cho người khác thích. Mình có thể trị bệnh cho em ấy có thể cứu mạng của mình. Tác giả có lời muốn nói, Hầu Mạch đổi tên, tên cụ An Nam Tích, bố cậu ấy họ An. Chương 63 lúc Tang Hiến bưng bàn ăn lên lầu thì nhiễm thuật đang khóc nhè. Tang Hiến không khỏi bất ngờ, anh đặt bàn ăn xuống, nghiêm túc nhìn nhiễm thuật và hỏi thăm, em sao thế? Với chuyện nhiễm thuật bỗng nhiên khóc nhè, Tang Hiến nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi. Nhiễm thuật cũng không nói thật, Quật Cường khịt mũi một cái. Cậu hơi hất cằm lên, hiện rõ vẻ căng căng, em đói rồi. Em khóc vì đói luôn à? Vừa đói, vừa phiền. Phiền cái gì? Phiền chuyện, bạn trai cũ đã chết của em nhảy ra khỏi mồ cãi nhau đòi chia tay với em, ai cho anh ta gan chó đấy thế? Tang Hiến cũng không nói được gì nữa. Ban đầu, rõ ràng người làm loạn lên là nhiễm thuật, nhưng nếu như câu trả lời của anh không đúng ý nhiễm thuật, cậu sẽ lại trách anh. Tang Hiến giúp nhiễm thuật dọn bát đũa ra xong, đặt bữa sáng trước mặt cậu, thử hỏi dò tiếp, cực kỳ thích bộ đồ này à? Chẳng lẽ là không thích mặc váy nên mới khóc? Nhiễm thuật ăn sáng, lầu bầu trả lời, còn không có gen, không thể tôn lên vẻ đẹp của em. Được, lần sau anh sẽ chú ý. Miệng nhiễm thuật tiếp tục lải nhải liên miên, nhất định anh phải chú ý, nếu không em chơi chết anh. Em chơi kiểu gì, chặn lỗ ống bơm của anh lại, khỏi cho anh sướng luôn. Động tác ăn cơm của Tang Hiến chững lại một chút, lẩm bẩm nói, ngu ngốc. Nhiễm thuật tức đến nỗi đặt luôn bát đũa xuống, sao anh còn mắng chửi người khác vậy? Khen em đấy chứ, anh thích người ngu, anh bị bệnh gì rồi à? Anh không có bệnh thì sao lại thích em được cơ chứ? Trong nháy mắt, nhiễm thuật không còn thấy ngon miệng nữa. Tang Hiến lại nhắc nhở cậu, ăn đi, trong chén này không có vải tường. Nhiễm thuật lấm la lấm lét nhìn Tang Hiến một chút, nhận ra Tang Hiến đã nhìn thấu tội lỗi của mình. Cuối cùng cậu lại bắt đầu ăn một lần nữa, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng đi xuống vườn hoa dưới lầu. Hôm nay, khi xuống đây vào ban ngày, nhiễm thuật mới để ý tấm gương dùng để khiến vườn hoa trông lớn hơn. Đằng sau tấm gương là một cái giếng nước, vừa lúc có thể che lại để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan. Xung quanh tấm gương còn có các vật trang trí khác, nhìn tổng thể rất hài hòa. Chỉ cần không làm chuyện gì kỳ quái trước gương thì rất bình thường. Cậu bước đến, lấy váy lau dấu vân tay từ đêm qua đi. Không thể không nói rằng mặc váy rất tiện, đỡ phải đi lấy khăn lau. Chẳng trách con gái thích mặc váy thế. Cậu đột nhiên ngộ ra. Một mình Tang Hiến ngồi trên ghế phơi nắng, mù quáng nhìn theo nhiễm thuật. Giờ phút này, nhiễm thuật đã đội lên bộ tóc giả xoăn dài. Cậu vẫn mặc đồ hầu gái như cũ, xách bình nước đi tưới nước trong vườn hoa. Tưới một lúc, cậu đột nhiên nhìn về phía Tang Hiến, đề nghị chắc là nên đem mấy con chó đến nhỉ. Có thể ồn ào hơn một chút, ở đây vườn lớn, đủ cho bọn nó chơi. Tang Hiến nghĩ một lát rồi trả lời, được. Tang Hiến lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Thẩm Quân Cảnh gửi tin nhắn âm thanh tới. Nhiễm thuật đang tưới hoa mà cũng có thể nghe thấy tiếng Thẩm Quân Cảnh gầm gừ, mày đột nhiên xin phép nghỉ, mình tao xử lý cục diện hỗn loạn còn phải dành thời gian đưa chó qua cho mày. Nhanh qua đây, Tang Hiến trả lời xong thì chuyển khoản cho Thẩm Quân Cảnh. Lần sau chuyển tiền trước rồi nói sau thì có phải tình hữu nghị của chúng ta trường tồn rồi không? Thẩm Quân Cảnh nhận được tiền chuyển khoản xong thì thái độ đã khá hơn. Khoảng 2 tiếng sau đó, Thẩm Quân Cảnh dẫn 3 con chó xuất hiện ở trang viên. Vốn dĩ Thẩm Quân Cảnh còn định đi vào ngồi xuống nghỉ một lát, dù sao cũng lái xe 2 tiếng rồi. Kết quả là khi hắn nhìn thấy nhiễm thuật mặc đồ hầu gái thì dừng bước, sau đó quay người lại lên xe lần nữa, tao không xứng được nghỉ. Tạm biệt, Tang Hiến giữ cho mắt nhìn Thẩm Quân Cảnh rời đi. Nhiễm thuật nhìn thấy Thẩm Quân Cảnh nhẹ nhàng lái xe rời đi, không hiểu hỏi, em mặc váy khó không đẹp à? Cậu ta cứ như nhìn thấy ma ấy. Đẹp lắm, cậu ta không biết thưởng thức thôi. Tang Hiến đáp, ý, nhiễm thuật mở cái túi Thẩm Quân Cảnh mang tới ra, lấy đĩa ở bên trong ra ném. Tang Hiến buông dây thừng giữ cho ra, để 3 con chó tùy ý chạy trong vườn ở trang viên. Nhiễm thuật ném đĩa ra xa bên ngoài, đĩa bay ra thật xa. Samoy và Alaska lập tức phi nước đại đuổi theo cái đĩa đang bay, còn Husky thì lại đi đào đất, cũng không biết tại sao cỏ trên đất lại hấp dẫn sự chú ý của nó hơn. Sau khi nhiễm thuật chơi ném đĩa với 2 con chó một lúc, Husky rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhưng nó cũng không đuổi theo đĩa ném mà bắt đầu phi nước đại trong trang viên, sau đó đâm vào trong hồ sen.
Nhiễm thuật nhìn hành vi kỳ lạ của Husky, cơ thể hơi ngừng lại một chút. Ngay sau đó, cậu bắt đầu đuổi theo Husky đang phi nước đại, mày đi ra cho tao. Đi ra, đi em, mày bị điên hả, mày nhảy xuống nước làm gì, trong đó toàn là bùn. Trong rừng núi hoang vắng này làm sao tắm cho mày hả? Tang Hiến cũng không vội gì, anh nằm trên ghế ở trong sân, lấy điện thoại di động ra quay cảnh Nhiễm thuật mặc váy đang gào thét và phi nước đại, nhìn thế nào cũng thấy thú vị. Con chó ngu, mày tên gì đó, mày có đi ra không? Mày chạy qua đó làm gì? Đó là hoa, mày đừng có ủi cả hoa. Nhiễm thuật vừa đuổi tới vườn hoa thì đột nhiên thấy Husky bắt đầu kêu rên. Cậu tiến tới nhìn thì phát hiện Husky giẫm phải dây leo của hoa có gai, hả hê cười to. Kết quả Husky lại đột nhiên nhào về phía cậu, đè cậu ngã nhào ra đất. Nhiễm thuật ngã trên mặt đất, quay đầu đánh con chó, mày làm bẩn váy tao rồi. Trên người mày toàn là bùn. Từ từ, Nhiễm thuật không đánh lại Husky. Hai con chó kia lại tưởng là cậu đang lăn lộn chơi đùa cùng với chúng nên cũng đè Nhiễm thuật theo, làm cậu mãi không đứng dậy được. Nhiễm thuật chỉ có thể kêu lên với Tang Hiến, lại đây giúp em đi. Tang Hiến trả lời không nhanh không chậm, bạn trai cũ đã chết sẽ chết trong âm thầm. Nhiễm thuật vô cùng giận dữ, chồng, anh qua giúp em trừng trị bọn nó với. Tang Hiến nhếch miệng, cười đứng dậy, được, chồng đến đây. Tang Hiến đến bên cạnh bọn nó, chỉ nói một câu, ngồi. Ba con chó cùng trở nên ngoan ngoãn, lúc này Nhiễm thuật mới hoàn hồn, thật ra cậu cũng có thể ra lệnh. Nhưng lời đã nói, hai người xem như đã chính thức quay lại. Tang Hiến đi đến bên cạnh cậu, cậu tưởng anh định kéo cậu dậy, không ngờ anh lại cầm điện thoại, chụp gương mặt đang dính đầy bùn của cậu. Nhiễm thuật tức giận ngồi dậy đánh anh, Tang Hiến cuối cùng cũng để điện thoại xuống, ngồi xuống trước người, cúi đầu hôn cậu. Cậu bị ép phải hôn, rồi dần dần cũng chấp nhận. Đưa tay kéo vạt áo Tang Hiến. Nếu không có con chó ngốc liên tục cắn váy cậu thì sẽ hoàn hảo hơn. Kết thúc nụ hôn này rồi, Nhiễm thuật đè con Husky lại, nói với Tang Hiến, đi, đem nó đi tắm rửa. Được, hai người bắt Husky đi đến trước ống nước tưới hoa, giúp Husky xối bùn trên người. Nhưng bọn họ làm gì khống chế được nó. Husky vừa chu lên vừa cố gắng vẩy nước, làm cho váy trên người Nhiễm thuật ướt đẫm, dán sát vào cơ thể. Tang Hiến lấy nước dội Husky, ánh mắt thì lại đảo quanh người Nhiễm thuật. Quần áo ướt đẫm dán sát vào người làm lộ ra dáng người mảnh khảnh, trông rất hợp bắt nạt. Ai ngờ ánh mắt Nhiễm thuật cũng không hề trong sáng. Thậm chí cậu còn bình luận, áo sơ mi, thân thể ướt át, cơ ngực. Tang Hiến nghe xong thì cười khẽ, sao thế? Không sao cả, chồng em đẹp trai thôi. Tang Hiến đóng vòi nước, dùng khăn bao con chó lại, lau sạch cơ thể to lớn của nó. Tiếc là Husky sốt ruột muốn đi chơi tiếp nên lại nhanh chóng xông ra ngoài, cũng may lần này chỉ là chạy đi chạy về chứ không lao vào hồ sen nữa. Nhiễm thuật đi sang một bên, cầm điện thoại chụp ảnh Tang Hiến, thậm chí còn không muốn lọt mặt Tang Hiến vào trong ống kính, có cơ ngực là đủ rồi. Tang Hiến cũng không thèm để ý, dẫn Nhiễm thuật đến trước gương lần nữa, nhìn bên này rõ ràng hơn nè. Bây giờ đang là ban ngày đó, không ai thấy, ánh nắng buổi chiều thật ấm áp. Trang viên vốn yên tĩnh vì có chủ nhân và chó đến mà trở nên huyên náo. Ba con chó có thể chạy chơi trong sân, hoàn toàn không cần chủ nhân làm bạn. Mãi đến khi chủ nhân nhỏ của bọn chúng bị chính chủ nhân ôm công chúa vào trong nhà, bọn chúng mới đi vào theo. Cứ như vậy, phơi nắng cùng người mình thích, dắt chó đi dạo, lại về nhà ngủ một giấc trưa dưới ánh mặt trời sao, lười biếng cả ngày dài. Dù ồn ào nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng an nhàn. Lúc ôm người ở trong ngực thậm chí còn nghĩ cứ sống như thế này hết đời cũng rất tốt. Sau khi bị giày vò một trận, buổi chiều Nhiễm thuật ngủ một giấc để lấy lại sức. Nhưng trong lúc ngủ, cậu lại mơ thấy dáng vẻ đau khổ của Tang Hiến. Tang Hiến giống như một con chó lớn không có chủ nhân làm bạn, lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng bệnh, không có ai ở bên cạnh anh. Nhiễm thuật muốn tới gần Tang Hiến nhưng không thể lại gần, giữa bọn họ luôn bị ngăn cách bởi cái gì đó. Nhiễm thuật liều mạng gọi tên Tang Hiến nhưng hình như anh lại không nghe thấy. Cuối cùng, sau khi không ngừng nỗ lực, cậu rốt cuộc đã vượt qua lớp lớp khó khăn để đến trước mặt Tang Hiến. Tang Hiến ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, mặt đầy vẻ mơ màng. Tang Hiến hỏi cậu, cậu là ai? Ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm, trông vô cùng lạ lẫm. Câu nói này làm cho Nhiễm thuật bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu mở to mắt, liền thấy mình vẫn đang ngủ trong ngực Tang Hiến. Cậu lập tức ôm eo Tang Hiến, dựa đầu vào ngực anh.
cậu nhớ lại chuyện 2 năm đó. Cậu luôn tức giận. Tang Hiến không tìm cậu, không đến dỗ cậu, dường như muốn chia tay với cậu thật. Ngày nào cậu cũng rất bực bội, nhưng luôn mong Tang Hiến đến tìm mình. Cậu thì luôn ở im đó, không chịu chủ động cúi đầu. Nếu có một ngày cậu không nhịn được, đi tìm Tang Hiến, có phải cậu sẽ biết ngay rằng Tang Hiến đang chữa bệnh một mình? Dường như cậu đối xử không tốt với Tang Hiến. Cậu rất ầm ĩ, rất tùy hứng, cậu là bên được cưng chiều. Cậu đã từng yêu thương Tang Hiến chưa? Cậu không biết. Nếu cậu có thể làm một người bạn trai tốt thì có phải Tang Hiến sẽ tin tưởng cậu, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn với cậu không? Ít nhất cậu phải ở bên Tang Hiến mới đúng. Trời mới biết lúc đọc quyển nhật ký kia cậu đau lòng đến nhường nào. Tay cầm nhật ký cũng phát run. Cậu rất thích Tang Hiến. Kiểu cực kỳ thích. Cậu hận không thể khiến trong mắt trong tim Tang Hiến toàn là cậu. Nhưng cậu sẽ không thể hiện ra, thậm chí còn hơi biệt nữ thích mà bên ngoài tỏ vẻ ngược lại. 10 năm, yêu một người 10 năm, từ thuở thanh xuân còn ngây thơ, đến nay đã trưởng thành. Người này đã chiếm hết lộ trình ký ức của cậu. Chuyện này làm cho cậu trầm tư, cậu cảm thấy cậu nên làm gì đó. Làm gì đây, chuyện này làm cho cậu rất buồn rầu. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, quyết định chỉ ít trong vòng 3 tháng sẽ không ầm ĩ đòi chia tay nữa. Nhưng cậu lại bắt đầu nghĩ, nếu cậu không ầm ĩ, Tang Hiến không bị phân tán lực chú ý thì có phải cũng dễ bị tái phát không? Phải khống chế tần suất như thế nào đây? Cứ thế, Nhiễm Thuật suy nghĩ suốt 6 ngày, cho đến khi Tang Hiến lái xe đưa cậu về nhà. Sau khi quay về, Nhiễm Thuật còn phải đi quay tập cuối, không phải tôi, trong một tuần lễ này hai người cũng không ngừng giày vò nhau, e là cơ thể Nhiễm Thuật sẽ không chịu nổi. Nghĩ rồi, Tang Hiến nói với cậu, trong 2 ngày này anh sẽ không tới, em hãy nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái. Nhiễm Thuật trả lời vô cùng ngoan ngoãn, dạ, được ạ. Tang Hiến tuyệt đối sẽ không ngờ rằng 10 phút sau khi anh đưa người vợ nhỏ bé xinh đẹp của mình về nhà, cậu vợ nhỏ của anh sẽ lái thẳng chiếc xe 5 chỗ của mình đến phòng khám tâm lý liều mạng với bác sĩ. Sau khi đi vào, cậu thẳng tiến đến phòng của bác sĩ Giản, vừa bước vào đã vung chổi lên, hỏi bác sĩ Giản, tôi hay đến đây vậy mà anh còn giấu bệnh tình của Tang Hiến với tôi. Anh ấy đi trị liệu giật điện, tại sao anh không nói cho tôi biết? Bác sĩ Giản nhanh nhẹn, lập tức đứng dậy né Nhiễm Thuật, vội giải thích, thầy Nhiễm đừng kích động, chính miệng anh ấy nói với cậu rồi à. Tôi đọc lén nhật ký của anh ấy. Chuyện này, tôi cần phải nghe sắp xếp của Kim Chủ. Hai người chạy quanh bàn làm việc, Nhiễm Thuật giận đến gào thét, vậy Tang Hiến cũng biết là tôi có đến đúng không? Biết, bác sĩ Giản trả lời xong còn cười, mỗi lần cậu tới mà cậu ấy biết thì sẽ vui vẻ lì xì cho tôi, nên lần nào tôi cũng nói cho cậu ấy. Tôi liều mạng với anh. Bác sĩ Giản vội an ủi, cậu bỏ cây chổi xuống trước đi. Chúng ta là người văn minh đều đọ sức bằng tay không? Anh đánh giám, anh đã từng luyện tán đả đừng tưởng tôi không biết. Tôi cầm vũ khí không phải để đánh anh mà là sợ tôi mắng ác quá anh động thủ với tôi. Cũng chỉ để đề phòng bệnh nhân làm ầm ĩ thôi, chứ tôi nhát gan. Gan anh nhỏ chỗ nào, vậy mà anh dám diễn ở trước mặt tôi. Sao anh không gia nhập giới giải trí diễn kịch luôn đi, vua màn ảnh đời kế tiếp là anh đó. Anh chọc tôi tức chết mất. Bác sĩ Giản tốn sức 9 châu 2 hổ mới khống chế được Nhiễm Thuật. Anh ta thở hổn hển, có trời mới biết họ đã chạy quanh cái bàn bao nhiêu vòng. Lúc này Nhiễm Thuật mới vươn tay về phía bác sĩ Giản, chia cho tôi một nửa. Bác sĩ Giản chỉ có thể lấy điện thoại ra, chuyển 10 vạn tệ cho Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật nhìn rồi cười lạnh một tiếng, tôi không tin Tang Hiến keo kiệt như vậy. Thế là bác sĩ Giản lại chuyển 40 vạn cho cậu, Nhiễm Thuật nhận được thì im lặng. Hồi lâu sau mới lầm bầm Tang Hiến phải vui đến mức nào vậy. Khoảng thời gian đó cậu ấy kiên trì tiếp nhờ tin về cậu. Nhiễm Thuật nghe thấy câu này xong lại bắt đầu đau lòng, hỏi, nghiêm trọng không? Có tái phát nữa không? Lần đó cậu ấy trị liệu rất triệt để. Theo chúng tôi thấy thì là như thế này, vì cậu ấy rất muốn tiếp tục ở bên cậu, sợ mình mất khống chế lại tổn thương cậu nên cường độ trị liệu rất mạnh. Tùy Hầu Ngọc cũng từng trị liệu kiểu này, sẽ ảnh hưởng trí nhớ. Cậu biết đúng không? Nhiễm Thuật lại hiểu rất rõ. Cậu ấy luôn mang theo nhật ký bên mình là vì cậu ấy cần ghi lại. Cậu ấy sợ có một ngày trí nhớ cậu ấy sẽ bị thiếu sót, như vậy có thể lật lại nhật ký, xem lại chuyện trước kia là sẽ nhớ lại được. Cậu ấy không sợ cậu sẽ nhìn thấy nhật ký vì cậu ấy hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ biết chuyện này. Tôi còn nhớ có một lần sau khi trị liệu xong,
cậu ấy nhìn thấy bố mẹ mà còn mù mờ không nhớ ra ngay được, nhưng vẫn có thể gọi tên của cậu. Cậu ấy sẽ hỏi nhiễm thuật đến tìm tôi rồi à? Biết cậu chưa đi tìm thì cậu ấy lại trông như người mất hồn một lúc. Tang Hiến không muốn gây thêm phiền phức cho nhiễm thuật, không muốn cậu lo lắng. Hơn nữa Tang Hiến cũng không muốn để Hầu Mạch biết chuyện cậu ấy đi trị liệu. Nếu mà cậu biết thì cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ cho Hầu Mạch và mẹ Hầu Mạch cũng biết được, để hai người bọn họ nhớ lại chuyện đã từng xảy ra. Nhưng Tang Hiến vẫn sẽ mong chờ nhiễm thuật chủ động đến dỗ anh. Dù sao, đối với anh mà nói nhiễm thuật mới là người quan trọng nhất. Tác giả có lời muốn nói, nhiễm thuật biết Tang Hiến cũng muốn được dỗ dành. Chú thích, mọi người phải lễ phép với bác sĩ nhé. Nhiễm thuật biết bác sĩ có võ, đã quen nhau 10 năm rồi, coi như bạn bè nên mới làm thế. Nội dung nhật ký là thật, nếu không thì sao Tang Hiến lại chia tay với nhiễm thuật lâu như vậy. Chương 64 đúng hạn, nhiễm thuật đi quay tập cuối chương trình truyền hình thực tế. Mùa này có Tùy Hầu Ngọc đến kéo cậu, tập đó được tận 6 cái huân chương. Cuối cùng tập này vận may của nhiễm thuật lại lần nữa bùng nổ, dẫn đồng đội trốn thoát thành công, sau khi tích lũy huân chương xong, cuối cùng trở thành quán quân mùa này. Thể chất cá chép lại lần nữa xuất hiện, sau khi quay sâu xong, bốn khách mời Cố Định Định tụ họp với nhau một chút. Bọn họ cũng đã cùng nhau quay rất nhiều sâu truyền hình dài tập rồi nên cũng hơi thân thiết. Nhất là mùa tiếp theo có khả năng sẽ có thay đổi về khách mời, bốn người họ hơi thổn thức. Sau này rất dễ bị đụng lịch trình, chỉ e đây là cơ hội gặp nhau cuối cùng nên họ rất quý trọng. Bốn người bọn họ đều không dẫn trợ lý hoặc ekip của mình theo, đi đến một hội trường tổ chức tiệc. Sao Ro, Hong Pa Quan, tên tiếng Anh How Party. Hội trường tổ chức tiệc có tổng cộng 4 tầng, đủ loại công trình giải trí, còn có đầy đủ rượu và đồ ăn, còn có thể hẹn đầu bếp đến nấu bữa tối riêng cho họ. Nếu mệt còn có thể đi đến phòng dành cho khách ở trên tầng để nghỉ ngơi. Hôm nay nhiễm thuật chơi không vui lắm, cậu hơi lo lắng, bên này cậu liên hoan chung với Lưu Huân, Tang Hiến mà biết có khi sẽ bị tái phát, sau đó sẽ trình diễn cảnh tượng trăm dặm đuổi bắt vợ rồi bắt cậu về, tiếp tục xào lăn bé ngốc nghếch. Chồng quá yêu mình, máu ghen còn hơi nhiều, quả thật có hơi phiền. Lúc này có người mời rượu nhiễm thuật, anh nhiễm, đây không phải là tửu lượng của anh. Nhiễm thuật phất tay từ chối, tôi uống rượu xong ầm ĩ lắm. Người kia ngay lập tức chất vấn, bộ bọn em chưa thấy anh ầm ĩ à? Ôi, không uống không uống. Nhiễm thuật từ chối xong thì thấy ba người khác đang cùng nhìn về phía cậu. Lưu Huân thở dài nói, đừng khuyên nữa, tửu lượng của anh nhiễm không ổn đâu. Hai người còn lại nói, lần cuối cùng tụ họp, hơi tiếc một chút. Nhưng nếu anh đã không muốn uống rồi thì thôi vậy. Đã nói là không say không về, cuối cùng cũng chỉ có ba người. Nhiễm thuật nhìn ba người bọn họ nói gần nói xa, giận không chịu được, cuối cùng vỗ bàn, uống thì uống, tôi sợ các cậu hả? Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn lén lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tiểu Tề, anh phải uống rượu rồi, mỗi nửa tiếng đến đưa đồ cho anh một lần, biết chưa? Tiểu Tề, được anh nhiễm, em với anh Dương thay nhau đi vào. R.S. tốt, sắp xếp xong, nhiễm thuật mới uống với bọn họ. Trong lúc uống rượu, Lưu Huân ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm với cậu, anh nhiễm, gần đây tâm trạng thế nào? Không tốt lắm, ai, nhiễm thuật thở ra một hơi thật dài. Từ sau khi xem nhật ký của Tang Hiến, tâm trạng của cậu vẫn luôn rất nặng nề, dẫn đến gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm. Lưu Huân gật nhẹ đầu, lập tức nở một nụ cười, xác định trong lòng đây là sau khi chia tay vẫn chưa quay lại. Thật ra sau khi nhiễm thuật vừa mới đăng trên vòng bạn bè, Lưu Huân đã định hẹn nhiễm thuật đi uống rượu chung. Sau đó cậu ta nghĩ, sức chiến đấu của nhiễm thuật khi nổi giận quá mạnh, có khi cậu ta còn chưa kịp thổ lộ, nhiễm thuật đã mắng cậu ta một trận trước, tốn công mà không có kết quả. Hôm nay thấy trạng thái của nhiễm thuật hình như cũng ổn, nói không chừng là một cơ hội tốt để thổ lộ. Trước đó sự nghiệp của cậu ta còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, không dám thổ lộ tâm ý vì sợ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của mình đang lên. Bây giờ sự nghiệp của cậu ta đã tương đối ổn định, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn muốn có được người mình ngày nhớ đêm mong, như vậy mới thỏa mãn được cậu ta. Lưu Huân thử mời nhiễm thuật, anh nhiễm, nhà em có một đảo nhỏ, hay em dẫn anh đi giải sầu chút, có thể lướt sóng, lặn. Em cũng vừa mới mua du thuyền. Quên đi, nhiễm thuật lắc đầu, tôi sắp vào đoàn phim rồi, cơ hội rất tốt. Lưu Huân bắt đầu suy nghĩ nên phát triển thế nào, thế là lại hỏi, anh nhiễm. Lúc nghỉ ngơi anh có chơi trò chơi gì không? Em có thể chơi với anh,
bình thường anh cũng không để ý tới em nên vẫn chưa rõ thực lực của em. Nhiễm Thuật đoán thầm trong lòng, Tang Hiến thô lỗ sao vậy, thôi chứ vẫn có thể gánh cậu chơi được, cần phải nhờ đến cậu ta à? Sao quai tu ra, nghĩa nôm na là mạnh mẽ, thô lỗ, đôi khi cũng mang nghĩa là to lớn và ngu ngốc. Cậu uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Lưu Huân một chút, không chút nghĩ ngợi nói một cách tuyệt tình, không diễn đam cải biên. Em không có ý đó. Nhiễm Thuật vậy mà lại nổi hứng, hỏi cái phim AV sao kia của cậu chưa khai máy à? Pro, Siao Hoang Pian, nhân vật chính còn lại đã được quyết định nhưng đang đổi kịch bản ạ. Sao thế, cảnh thân mật nhiều quá. Nhiễm Thuật bèn cười, trước đó không phải cậu nói đây là mánh khóe à, sao giờ lại ngại nhiều cảnh thân mật. Nguyên tác là một bộ truyện hát, Lưu Huân lại gần nhỏ giọng trả lời, nhưng diễn ra thì lại cảm thấy xến, không bằng đổi luôn. Hơn nữa phim này mà quay với người khác em cũng không muốn phối hợp. Nhiễm Thuật không để ý đến thâm ý trong câu nói của Lưu Huân, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ý của Lưu Huân là chỉ muốn diễn cảnh thân mật với Nhiễm Thuật. Tiếc là lực chú ý của Nhiễm Thuật lại ở trên điện thoại di động, muốn xem thử Tang Hiến có giết tới đây không. Vì trong ấn tượng của cậu thì chỉ cần cậu hở chút manh mối không ngoan ngoãn ra là Tang Hiến sẽ đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ. Lưu Huân chống cằm nhìn Nhiễm Thuật, lại hỏi, vậy sự nghiệp sau này của anh có bị ảnh hưởng không? Lưu Huân cũng rất quan tâm đến việc này, Nhiễm Thuật ầm ĩ chia tay với ông chủ của mình, liệu có bị đóng băng hoạt động sao không? Gốc, Xuê Cang, công ty không cho nghệ sĩ có hoạt động gì nhưng cũng không hủy hợp đồng vội, như vậy nghệ sĩ sẽ không thể ký hợp đồng với công ty khác. Hẳn cũng có một chút, Nhiễm Thuật trả lời hoàn toàn thật. Dù sao sau khi cậu bắt đầu nhận chính kịch thì vẫn chưa biết là các tài nguyên sau đó có thể mãi ổn định hay không. Dù gì thì cậu cũng chỉ đang thử, không biết mọi người tiếp nhận cậu đóng chính kịch đến mức nào. Lưu Huân nghĩ một lát rồi giúp cậu bày mưu tính kế, nếu không được thật thì ký với công ty của em đi. Nhiễm Thuật từ chối không chút nghĩ ngợi, tôi có mâu thuẫn với công ty của cậu. Vì sao, mùa đầu tiên liên tục gây áp lực bắt tôi làm theo bản thảo, đừng tưởng là tôi không biết. Khi đó em chưa quen anh, giờ quen rồi em sẽ không để bọn họ làm vậy. Nhiễm Thuật không nói chuyện với cậu ta nữa, mà nói chuyện với hai người khác. Nửa tiếng sau, Tiểu Tề nơm nớp lo sợ đi vào trong, đưa sạc dự phòng cho Nhiễm Thuật. Tiểu Tề xác định trạng thái của Nhiễm Thuật vẫn ổn xong thì thở dài một hơi, quyết định 20 phút sau sẽ vào lần nữa, như vậy tương đối ổn. Nhiễm Thuật dần uống hơi nhiều, cậu lảo đảo đi về phía toilet, định móc cổ họng để nôn. Ai ngờ Lưu Huân cũng đi cùng, cậu ta hỏi cậu, anh Nhiễm, mình đi bơi đi. Em có một căn biệt thự khác, bên trong tuyệt đối an toàn. Nhiễm Thuật từ chối không chút nghĩ ngợi, không đi. Anh Nhiễm, thật sự không thể cho em một cơ hội sao? Lưu Huân chưa từ bỏ ý định cầm lấy cổ tay Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật không hiểu, quay đầu nhìn cậu ta, cái gì? Hiện tại cậu đã say, năng lực phân tích đã kém đi rất nhiều nên không hề nhận ra ý định Lưu Huân một mình đuổi theo cậu ra ngoài là gì. Lưu Huân nói thẳng, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra em thích anh? Nhiễm Thuật khẽ giật mình, nhanh chóng hất tay Lưu Huân ra. Vào lúc Lưu Huân định nói gì đó tiếp thì thấy Nhiễm Thuật đưa tay ra ước lượng, bạn trai tôi có cô dài thế này, cậu có không? Lưu Huân, Nhiễm Thuật lại giơ tay lên, ước lượng hình chữ C, to như thế này nữa. Lưu Huân hít sâu một cái, em đã nghĩ tới rất nhiều lý do tại sao anh từ chối em, nhưng tới nay vẫn không nghĩ đến là cái này. Nhiễm Thuật chống nạnh, tiếp tục khoe khoang, anh ấy một đêm. Giơ tay ước lượng số 5, gian xảo cười với Lưu Huân, giỏi không? Nếu anh thử với em, Lưu Huân cảm thấy mình cũng không hẳn là không được. Không thử, chồng tôi sẽ không vui. Lưu Huân khẽ giật mình, không phải hai người chia tay rồi sao? Ừm, nhưng làm lành rồi. Lưu Huân sao có thể dễ dàng buông tha? Cậu ta cười lạnh, định khuyên giải Nhiễm Thuật, anh Nhiễm, anh không nghĩ là tình cảm mà cứ chia tay rồi quay lại không ổn định sao? Một người động chút sẽ rời khỏi anh ở cùng với anh ta làm gì? Nhiễm Thuật nghe xong thì tức giận, cậu động một chút thì ầm ĩ đòi bỏ Tang Hiến đấy, Tang Hiến còn không để ý, Lưu Huân lo cái gì, bèn lớn tiếng phản bác, chia tay rồi quay lại thì sao? Bọn tôi cũng đâu có ầm ĩ đòi chia tay ở cổng nhà cậu. Chỉ cần chia tay một lần thì tình cảm sẽ xuất hiện vết nứt, không thể quay lại như ban đầu nữa. Một người luôn treo chữ chia tay ở miệng thì rõ ràng là không đủ trân trọng tình cảm đó có tiếp tục hay không với anh ta cũng không quan trọng. Anh cần gì phải chấp mê bất ngộ với loại người như vậy.
Từ góc nhìn của Lưu Huân thì Nhiễm Thuật và Tang Hiến chia tay là do Tang Hiến. Đây là vì nhìn từ góc độ vòng bạn bè của Nhiễm Thuật, thì tuyệt đối là do Tang Hiến đã làm chuyện khiến cho Nhiễm Thuật thất vọng, cậu mới có thể đăng những dòng tuyệt vọng như thế. Ai ngờ, Nhiễm Thuật nghe cậu ta thuyết phục như thế thì lại thẹn quá hóa giận, tôi chính là thích ở Mỹ chia tay đấy. Tôi với chồng tôi chia tay rồi quay lại 200-300 lần rồi đó. Cậu quản được tôi chắc, vào lúc tâm trạng tôi không tốt thì 10 ngày tôi chia tay với anh ấy 3 lần. Tôi thích thế, phàm nhân như cậu ít xen vào chuyện yêu đương của thần linh đi. Lưu Huân khẽ giật mình, Nhiễm Thuật là bên đòi chia tay. Chia tay quay lại 200-300 lần, 200-300, 10 ngày chia tay 3 lần, một con số vô cùng không hợp lẽ thường. Vị đại thiếu gia Tang Hiến đó vậy mà lại có thể nhịn được anh ấy. Lưu Huân lúc nào cũng ăn nói khéo léo, xem như có đụng trúng Nhiễm Thuật thì cũng không thua, nếu không thì cũng đã không làm cho Nhiễm Thuật giận đến mức ghét cậu ta. Mà vào lúc này Lưu Huân lại cạn lời rồi, cậu ta không tưởng tượng nổi hai con người có thể chia tay quay lại nhiều lần đến như vậy rồi mà vẫn còn đang yêu nhau. Anh, Lưu Huân mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, thật sự, đã từng chia tay nhiều lần như vậy sao? Không thể trả lời, Nhiễm Thuật ngay lập tức cảm thấy mất hứng, trợn mắt với Lưu Huân một chút rồi vòng qua cậu ta định tiếp tục đi toilet. Nhưng anh cũng nên nghĩ một chút, sản nghiệp của nhà họ Tang lớn như vậy, sao có thể không tìm một con dâu có thể sinh con nuôi con bình thường? Làm sao bọn họ thật lòng chấp nhận anh được, dù sau này các anh ở chung với nhau thật, nói không chừng chủ tịch Tang cũng sẽ đột nhiên đào ra một đứa con. Có thể anh ấy và mẹ đứa bé không có tình yêu nhưng anh ấy cần có một đứa bé để kế thừa gia nghiệp. Không thể nào, Nhiễm Thuật nghe thấy mấy câu này, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, Tang Hiến chỉ thích tôi, anh ấy nhìn người khác như đang nhìn đầu gỗ ấy. Nhà họ Tang không để ý đến chuyện con cái, bố mẹ anh ấy thích tôi chết sao đi được. Sao cố tình, không phải sai chính tả. Vâng đúng là chữ chết đấy ạ. Anh đừng ngây thơ thế được không? Bọn em cũng không phải đồ đần. Dòng họ lớn như thế sao lại để tuyệt hậu được? Nhiễm Thuật bỗng nổi giận, bước qua chỗ Lưu Huân, chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà mắng, cậu còn dám nói xấu Tang Hiến thêm một câu nữa, tôi chơi chết cậu. Chỉ cậu mới có thể mắng Tang Hiến, người khác không thể. Nếu như nghe thấy người khác chửi Tang Hiến một câu, Nhiễm Thuật chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức. Lưu Huân thức thời câm miệng, nhưng trong lòng vẫn rất không cam lòng. Nhiễm Thuật không muốn đi nôn nữa, muốn đi khỏi đây luôn. Lưu Huân đi theo sau cậu nói, anh không đi đường được, để em đưa anh về. Nói xong, liền đến bên cạnh muốn dìu cậu. Lúc này cậu tránh đi, từ chối, không cần. Anh Nhiễm, cứ coi như không thể ở cùng anh thì cũng có thể làm bạn bè mà. Em đưa anh đi một đoạn không được à? Anh ra ngoài một mình thực sự không an toàn. Không cần cậu đưa, tôi có thể đảm bảo an toàn cho mình. Nhiễm Thuật vừa nói vừa rút điện thoại di động ta. Mở phần mềm Livestream ra cực nhanh, thấy không, tôi Livestream đi về, nếu có gặp nguy hiểm thì các cháu gái nhà tôi sẽ lập tức xuất hiện để cứu tôi. Lưu Huân nhìn kỹ hơn, Nhiễm Thuật thực sự mở thiết bị Livestream ra, chỉ có thể lui vào góc khuất trong camera của Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật lại giơ điện thoại lên, vừa Livestream vừa ra khỏi hội trường tổ chức tiệc. Lưu Huân bắt đầu đau đầu, sao đột nhiên lại Livestream thế? Chú... Đây là Livestream gì thế? Livestream tôi đi về nhà. Nhiễm Thuật vừa nói vừa lượn lờ trong bãi đỗ xe để tìm xe mình. Tiểu Tề thấy Nhiễm Thuật thì nhanh chóng đỡ cậu lên xe. Sau khi Nhiễm Thuật ngồi lên trên xe, còn giới thiệu với fan hâm mộ, xem này, đây là trợ lý của tôi, đây là tài xế của tôi, đại ca tài xế còn kiêm luôn chức vệ sĩ nữa. Đây là xe tôi. Tiểu Tề sốt ruột vờ lờ. Muốn đoạt điện thoại của Nhiễm Thuật nhưng tiếc là vừa đến gần thì đã bị Nhiễm Thuật mắng, em làm gì thế? Anh Livestream với fan của anh, em lộn xộn gì vậy? Tiểu Tề bị dọa cho sắp khóc rồi, anh Nhiễm, anh uống say rồi. Không say, anh là người không có đô rượu à? Không, anh vô địch bộ môn uống rượu luôn. Nhiễm Thuật chết cũng không nhận, tiếp tục cầm điện thoại Livestream. Kết quả là phải nheo mắt để thấy bão bình luận, ghé sát để nhìn. Nếu không thì sẽ không thấy rõ. Tài xế chỉ có thể lái xe đưa Nhiễm Thuật về nhà. Ai ngờ Nhiễm Thuật lại vẫn làm loạn, không phải đi hướng này. Đến chỗ chồng tôi cơ. Tiểu Tề chết trong lòng nhiều chút. Cậu chỉ có thể gửi tin nhắn cho Cao Cần, hỏi Cao Cần xem giờ phải làm sao. Cao Cần đáp lại rất nhanh, chị cũng đang xem Livestream, để cậu ấy Livestream tiếp đi. Tiểu Tề, nói lại với chủ tịch Tang sao giờ?
Cao Cần, không cần phải giải thích, chờ lấy lì xì dần đi là vừa. Chồng, không đè cửa tủ lại được nữa rồi. Sao các bạn cũng biết câu come out of the closet là công khai xu hướng tính dục của mình? Chữ closet ở đây là cái tủ, nên bạn bên trên mới bình luận như vậy. Đỉ mẹ đỉ mẹ đỉ mẹ, tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Chắc chắn rồi, say thật rồi. Hiện trường cơ mau công khai, là Ngọc Ca hay ông chủ? Tôi thấy đáng sợ nhất có lẽ là Lục Dĩ Nhiên, sao là Lục Dĩ Nhiên được? Lục Dĩ Nhiên mà ở bên chú thì chỉ làm vợ được thôi. Là gay à, tởm thế. Nhiễm Thuật không để ý đến những bão bình luận kia, bởi vì cậu cảm thấy bão bình luận đang xoay mòng mòng, cậu không thấy rõ. Nhìn thấy tài xế thực sự lái xe đến nhà Tang Hiến, cậu bắt đầu nói đến chuyện khác. Chồng tôi nuôi 3 con chó, đủ 3 loại chó tuyết, to lắm, nhưng mà rất ngoan. Chồng tôi cực kỳ thích tôi cũng thích anh ấy. Anh ấy theo đuổi tôi một cách điên cuồng, theo đuổi mấy hôm đó. Mấy hôm, nói cách khác là thật ra chú rất dễ theo đuổi. Thời gian dài ra chút đi, mau dài ra rồi tôi cũng có thể theo đuổi được chú. Mới tới lần đầu, con ma men này bình thường cái gì cũng nói à. Mới tới không cần phải hoảng, fan cũ cũng đang hoảng lắm đây. Fan cũ cũng không biết những chuyện này, rốt cuộc chồng là ai. Ngọc Ca vào trong phòng Livestream rồi. Tôi thấy rồi, sắp công bố rồi sao? Mạnh Hân Nhã cũng vào rồi. Tôi thoáng thấy Đàm Nghiễn và Lục Dĩ Nhiên cũng vào, có khi bọn họ đang cùng nhau ghi hình đấy. Nhiễm Thuật còn đang cầm điện thoại di động lải nhải, ai, đều là do tôi quá được người ta thích nên anh ấy mới ghiền tôi như vậy. Hì hì. Tại sao không được thích đàn ông, CP kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy là Cửu Xinh Đẹp và Shizuka. Mọi người không cảm thấy nếu hai người bọn họ ở bên nhau rồi chặt chém nhau sẽ rất đặc sắc à? Tại sao một con chó độc thân như tôi lại nhìn người khác khoe khoang tình yêu say sưa ngon lành như thế này? Chú lên hot search rồi. Đâu chỉ là hot search, tiêu đề nữa, đã bùng nổ rồi. Sao tô tiêu, chỉ những bài viết quan trọng nhất, ở vị trí đầu trên trang tin tức. Livestream come out, không hổ là chú, nếu không phải lần trước chú đóng tính năng tặng thưởng, bây giờ say rồi cũng không mở ra thì tôi đoán bây giờ quà đã spam đầy màn hình rồi. Không sai, tôi đoán Ngọc Ca sẽ thành anh trai số 1 trên bảng. Sao tặng nhiều quà xong xuất hiện ở vị trí số 1? Nhiễm Thuật tiếp tục trò chuyện đứt quãng với fan hâm mộ, mới quay sâu xong, tập cuối. Tôi giỏi lắm, sao bão comment bay nhanh vậy, tôi nhìn không rõ. Lag quá, mạng tôi không ổn à? Sao lag thế? Không phải do mạng, do phòng Livestream đông quá. Đừng chen vào nữa, tôi bị rớt ra ngoài một lần rồi này. Nhân số còn đang tăng lên. Nhiễm Thuật thấy xe chậm rãi dừng lại, bèn giơ điện thoại di động lên xuống xe. Tiểu Tề lo lắng cho sự an toàn của cậu nên theo sát trong khoảng cách không xa không gần. Bèn thấy Nhiễm Thuật thuận lợi lên lầu, đến trước cửa nhà Tang Hiến, dùng vân tay mở cửa. Hẳn là nhìn thấy trong nhà có người đang đứng. Nhiễm Thuật hưng phấn nói, chồng ơi, cho bọn họ xem cơ ngực của anh nào. Đừng ngại, fan của em không phải người ngoài đâu. Tác giả có lời muốn nói, Lưu Huân, tôi chỉ muốn thổ lộ, kết quả người ta Livestream come out luôn. Ai mà ngờ được chuyện này chứ. Ngọc Ca và những người khác vội chạy đến vây xem bé ngốc come out. Chương 65. 20 phút trước đó, Tang Hiến đã sớm nhận được tin nhắn nhắc nhở do Cao Cần gửi tới. Anh hạ mắt, nhìn Nhiễm Thuật giơ điện thoại tiến vào nhà anh. Vì cậu quá say nên cầm điện thoại không vững, cứ đập vào ngực của anh. Anh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn cho Nhiễm Thuật tiến vào trong, đóng cửa lại. Quần chúng vây xem trong comment vô cùng sốt ruột. Đừng run tay, chú bị bệnh Parkinson à. Hướng ống kính lên trên chút xíu. Dáng người này là ông chủ thắng rồi, quả nhiên Nhiễm Thuật thích người giàu. Biết tại sao mới mấy ngày đã theo đuổi được không? Tại ông chủ có tiền. Đừng nói có tiền hay không nữa, chỉ nhìn dáng người và chiều cao này đã yêu rồi mà. Đột nhiên cảm thấy hẳn tố chất cơ thể của chú rất tốt, bị dáng người này hự hự mà cũng không bị tan ra thành từng mảnh. Trong đầu tôi toàn là phế liệu màu vàng, sai ghép làm tôi thích quá. Chỉ có tôi đang lén nhìn biệt thự của ông chủ hả? Phòng khách to bằng cả cái nhà tôi rồi. Cứ vỗ ngực hoài làm tôi nghi ngờ chú là một người nghiện ngực. Ông chủ chơi chết sao chú đi. Làm chết sao chú đi. Đừng tha cho chú. Sao gốc là chao si đọc trải thành cao si chơi chết và gan lan đồng âm với gan lan, làm chết. Tại sao khi nghĩ đến chú bị, thế mà tôi lại vô cùng hưng phấn.
em uống say rồi, đừng livestream nữa. Tang Hiến dịu dàng nhắc nhở Nhiễm Thuật, thuận tay định cướp điện thoại di động của Nhiễm Thuật. Fan hâm mộ xem trực tiếp lại lo lắng. Tôi khuyên anh đừng có mà không biết điều, không được cướp điện thoại di động, để chú livestream đi. Để chú livestream. À, cho tôi xem chút, cho tôi xem chút đi mà. Tôi sẽ nạp tiền, cho tôi xem tiếp đi. Mở phần tặng quà ra đi, tôi muốn tiêu tiền. Tôi muốn ông chủ thấy được sự ti tiện của tôi sao? Sao gốc San Guo Liang Zhao, thành ngữ Trung Quốc ẩn dụ về một cái gì đó không đáng kể theo Baidu. Em không say, Nhiễm Thuật bèn trốn ra sau, anh xem, em vẫn có thể nhận ra đây là nhà anh là chồng em. Ừm, giỏi quá, Tang Hiến trả lời qua loa, đưa tay cướp điện thoại di động của Nhiễm Thuật. Anh đừng cướp điện thoại di động của em, được rồi, cục cưng nghe lời nào. Tôi cũng không muốn rung động đâu, nhưng anh ấy gọi tôi là cục cưng. Tại sao cách xưng hô này khi trước tôi thấy thật xến, bây giờ rung động đến mức tim run lên. Thì ra tôi không hề ghét cách gọi cục cưng, gọi bằng giọng siêu trầm thế này tôi thích. À, Nhiễm Thuật lần nữa tránh né, ống kính rời lên trên, lần này quay trúng mặt Tang Hiến. Tang Hiến bất giác nghiêng đầu, sau đó dùng tay đè điện thoại di động Nhiễm Thuật lại. Nhưng dù chỉ là lia camera một cái, dân mạng thần thông quảng đại vẫn được nhìn thấy mặt thật của Tang Hiến. Ngay cả lúc Tang Hiến nghiêng đầu chưa kịp thu lại nụ cười nơi khóe miệng cũng bị nhìn thấy thật rõ ràng. Cuối cùng lúc anh đưa tay ra, bàn tay khổng lồ và ngón tay dài được phóng đại, đem lại cảm giác áp bách 10 phần và dục vọng một cách bất ngờ. Thậm chí còn làm cho người ta tưởng tượng, cái tay này đã rất nhiều lần đè Nhiễm Thuật lại như vậy. À, tôi thấy rồi, đẹp trai vãi nồi, đẹp trai chết mẹ em rồi à. Mị đồng ý cuộc hôn nhân này, ánh mắt của ông chủ cưng chiều quá, chú thì ầm ĩ anh ấy thì cười. Không phải mấy ngày trước mới công khai nói mình độc thân à. Xây dựng hình tượng độc thân mà. Ha ha ha, tình yêu ở ngành giải trí thật sự là mỗi ngày một dạng. Đàn ông cũng, làm, được, không xem mời biến dùm, đây chị em còn không vào nổi kìa. Kiến thức nóng hổi, không hiểu được mời xéo. Lúc này, Nhiễm Thuật lại lên tiếng lần nữa, không phải anh cãi nhau với em là vì danh phận sao? Bây giờ em cho anh còn không cho em livestream. Em tỉnh rượu rồi sẽ xấu hổ giận dữ đến mức bật khóc. Em muốn giới thiệu anh cho cả thế giới. Nói với toàn bộ rằng anh là bạn trai em, anh cực kỳ thích em. Ừ, bây giờ bọn họ biết rồi, em tắt đi nhé. Nhiễm Thuật nói, tay thật sự bắt đầu tắt chỗ livestream, trong miệng còn lầm bầm, vậy không cho anh gây sự với em nữa nhé. Ừ, không gây sự. Sau đó, livestream kết thúc, Tang Hiến cầm điện thoại của Nhiễm Thuật, sau khi xác định đã hoàn toàn tắt mới thở dài một hơi. Anh đặt điện thoại di động Nhiễm Thuật sang một bên, sau đó cúi đầu xuống hôn Nhiễm Thuật, hôn vô cùng dịu dàng, rồi nhẹ giọng gọi cục cưng. Nhiễm Thuật đưa tay vòng qua vai Tang Hiến, mặc cho Tang Hiến ôm cậu đặt lên trên hộc tủ. Hôn thật lâu, dây dưa triền miên, hồi lâu mới dừng lại. Nhiễm Thuật ngồi trên hộc tủ nhìn Tang Hiến, cười ngô, đột nhiên nói, Lưu Huân thổ lộ với em đã từ chối. Ánh mắt Tang Hiến u ám, cậu ta từ bỏ à? Không biết. Sau đó em đi về, livestream suốt một đoạn đường, không cần cậu ta tiễn. Ừm, cục cưng giỏi quá. Nhiễm Thuật bị khen đến mức đắc ý trong lòng, cười rạng rỡ hơn, vì em chỉ thích anh mà. Ừm, Tang Hiến đỡ chán Nhiễm Thuật, ôm cậu vào trong ngực. Nhiễm Thuật bé bỏng này luôn có thể làm cho anh thích đến mức trong lòng ngứa ngáy. Tang Hiến ôm Nhiễm Thuật vào trong phòng tắm, nói, em quay sâu cả ngày, trên người toàn là mồ hôi, anh giúp em tắm sạch sẽ. Ừm, được, Nhiễm Thuật bắt đầu kể lại cho Tang Hiến hôm nay lúc quay show truyền hình thực tế mình giỏi đến mức nào, líu lo không ngừng. Tang Hiến cũng rất kiên nhẫn, vừa giúp Nhiễm Thuật tắm rửa vừa thuận miệng đáp lại, tắm cho Nhiễm Thuật thật sạch sẽ rồi vứt ra, trải một cái khăn tắm rồi để cậu ngồi trên bồn rửa tay. Lúc này, Tang Hiến lấy điện thoại ra, có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Hầu Mạch, trời ạ, hai chúng mày thật là. Hầu Mạch, ha ha ha, cười chết tao. Hầu Mạch, không hổ là chúng mày. Tang Hiến không để ý đến, đặt điện thoại xuống, giúp Nhiễm Thuật sấy tóc. Lúc này thấy điện thoại của mình nhảy thông báo liên tục. Đến tận lúc sau Tang Hiến cũng không biết là ai nhắn đến nhưng anh chưa từng đọc. Nhiễm Thuật lại khó chịu lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn của Tang Hiến, hình như muốn xem ai đang quấy rầy việc cậu đang ở chung với chồng. Khi thấy được ông Tang và bà Tang, cậu yên lặng bỏ điện thoại xuống,
hỏi, sao bọn họ lại tìm anh cùng một lúc vậy? Chắc là cũng tìm em nữa nhưng em chưa xem. Tìm chúng ta làm gì? Không có gì đâu, lát nữa anh tắt máy đi, không để bọn họ quấy rầy chúng ta nữa. Không biết Nhiễm Thuật nghĩ đến cái gì lại đột nhiên nở nụ cười, dựa vào lồng ngực Tang Hiến, nói, chồng ơi, hôm nay em mệt lắm. Thế sao, nên nhiều nhất chỉ 3 lần thôi. Được, Tang Hiến cười nhẹ trả lời. Nhiễm Thuật vẫn còn ngái ngủ, thò tay ra khỏi chăn mền, lúc vươn tay ra thấy dấu bị nắm trên cổ tay, bấy giờ mới sửng sốt một chút. Tên chó Tang Hiến này lại dám lưu lại vết tích trên người cậu. Ngay sau đó cậu cúi đầu nhìn, sau khi thấy vết ô mai mới gào lên, chó Tang kia. Dường như trong nháy mắt cậu đã đứng dậy, kết quả là mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Cậu vội vàng đỡ đầu giường để tỉnh táo lại trong chốc lát, sau đó lại lần nữa rời chăn. Rồi xong, cậu bị Tang Hiến chơi hỏng rồi. Cậu sẽ không tèo chứ? Hiện giờ cậu cần truyền nước muối. Lúc này Tang Hiến đi vào phòng, hỏi cậu, em tỉnh rồi à? Anh bế em đi rửa mặt trước hay mang bữa sáng cho em trước? Đêm qua anh làm em mấy lần? Để anh đếm, Tang Hiến nói, xoay người đi nhìn thùng rác. Nghe thấy 3 chữ này, trong lòng Nhiễm Thuật cũng đã hiểu. Tuyệt đối không chỉ đơn giản 2-3 lần, chỉ sợ ngay cả chính Tang Hiến cũng không đếm. Nhiễm Thuật nhấc tay lên, thôi, em không muốn biết. Như thế sẽ làm cho em cảm thấy giới hạn cuối cùng của em còn có thể hơn được nữa. Tang Hiến đứng ở bên giường, chờ đáp án của Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật lại chỉ những dấu vết trên người mình, hỏi tội Tang Hiến, anh xem mấy vết này đi. Anh điên rồi à, anh rác hơi à, lưu lại nhiều dấu vết như thế lỡ bị phát hiện thì sao? Đã thế này rồi thì bị phát hiện có sao đâu. Nhiễm Thuật im lặng một hồi, nghi ngờ hỏi, cái gì mà đã thế này? Em vẫn nên ăn sáng trước đi, anh sợ em nuốt không trôi. Anh nói vậy không phải càng làm em lo lắng hơn à? Tang Hiến chỉ có thể đưa điện thoại di động cho Nhiễm Thuật, tự em xem đi. Nói xong đi ra ngoài cửa, bánh mì với phô mai thôi được không? Nhiễm Thuật không trả lời, nhìn số lượng tin nhắn trên WeChat chưa xem, lại suy tư. Trong lòng cậu hơi thấp thỏm, ấn mở tin nhắn ra, Ngọc Ca xinh như hoa, cậu lai làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn công khai? Ngọc Ca xinh như hoa, tớ đến xem. Ngọc Ca đẹp như hoa, rất xinh đẹp, hôm nay vui vẻ là nhờ cậu. Ngọc Ca xinh như hoa, chuyển khoản 88.888 tệ, Ngọc Ca xinh như hoa tiền mừng phần tớ. Mạnh Hân Nhã, anh Nhiễm, anh gắt vậy luôn hả? Mạnh Hân Nhã, trời ơi, hai anh ngọt quá. Em ship. Lục Dĩ Nhiên, thì ra cậu với cậu ta là một đôi. Đàm Nghiễn, đi em, đây là thứ em có thể xem à. Đàm Nghiễn, em phát hiện anh bị nghiện khoe chồng, em thấy mà nổi cả da gà, buồn nôn vãi. Sao ro, xoan phu quang mo, một người nghiện khoe chồng, khoe ảnh chồng. Kiều Thuyền Quy, tao không like luôn mà đi xem mày nè. Kiều Thuyền Quy, mày lại làm nên thần thoại của giới rồi. Lần đầu tiên tao thấy có người livestream đề cơ mau. Hầu Mạch, chuyển khoản 66.666 tệ. Vào lúc nhìn thấy Hầu Mạch, Nhiễm Thuật còn kinh ngạc một lát. Cậu ép Hầu Mạch từ khi nào? À, lần trước hỏi tin tức của Tang Hiến xong mà không có kết quả đã thêm. Lữ Ngạn Hâm, đi em Nhiễm Thuật cậu đỉnh thế. Ha 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 ha, tớ xem cậu livestream rồi. Đừng cướp điện thoại của em mà. Nhiễm ca, tôi Đặng Diệc Hành đây. Hai người đây là định yêu đương bung xóa hả? Hai bọn tôi cùng nhau xem livestream, nếu cậu mà mở chức năng tặng quà thì nói gì tôi cũng phải spam đầy comment cho cậu. Tiếp theo là giọng của Lữ Ngạn Hâm, anh còn có tiền riêng để spam quà à? Tin nhắn thoại cứ thế kết thúc. Thẩm Quân Cảnh, ai, tôi quay lại tăng ca đây. Thẩm Quân Cảnh, anh Nhiễm làm càn quá, tôi với chị Cao đã phải viết kịch bản trong đêm rồi. Trước đó Tang Hiến đã định dùng nhóm người mới do cậu dẫn dắt để khống chế tin tức về tình yêu của cậu. Tô An Di, chuyển khoản 88.888 tệ. Tô An Di, nghe nói Ngọc Ca đã gửi tiền cưới sao, tớ cũng gửi. Tô An Di, chờ tớ tăng ca xong sẽ đi xem chiếu lại livestream của cậu. Cố Thanh, anh Nhiễm, 666. Chị bé xinh xỉu, từ từ, em cam ao thế này hơi đột ngột, chị cũng chưa chuẩn bị quà gì. Ngày mai chị bảo trợ lý đưa qua cho em một tấm thẻ đen. Chú của em cũng rất vui, các em cố gắng sống chung với nhau nhé. Nhiễm Thuật nhìn những tin nhắn này, yên lặng nhận bao lì xì, sau đó để điện thoại di động xuống. Chỉ xem tin nhắn một lần đầu tiên cậu không muốn trả lời những người này,
thậm chí cũng không mở Weibo ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ muốn trốn trong chăn, cả đời này không ra ngoài nữa. Lúc này, Tang Hiến lần nữa đi vào, hỏi, rửa mặt hay ăn cơm? Nhiễm Thuật trốn trong chăn không ra, chỉ hất chăn lên nhỏ giọng hỏi, Tang Hiến, anh có thể làm gì cho em? Anh có thể làm tất cả mọi chuyện, anh có thể hủy diệt thế giới cho em không? Nhiễm Thuật khóc hu hu hỏi, chuyện này, anh xem mấy ông giàu giàu trong phim đều có thể nghiên cứu cái gì đó, sau đó hủy diệt thế giới. Anh không thể làm gì cho em hả? Em cũng không bắt anh lên trời hái mặt trăng, hủy diệt thế giới thôi mà anh không làm được hả? Tang Hiến cười khẽ, em nghĩ lại chút đi, nếu hủy diệt thế giới này thì Ngọc Ca của em, dì Tô của em, còn có bố mẹ anh cũng sẽ bị hủy diệt theo. Mà các fan hâm mộ của em có phải là cũng rất vô tội không? Vậy em phải làm sao đây? Em quê chết mất thôi. Thật ra cũng không có gì. Nhiễm Thuật nghẹn ngào, em không nói gì lẳng lơ chứ. Cậu đã nói là cậu không uống, cậu uống rượu xong ầm ĩ lắm mà đám người kia cứ bắt cậu uống, bây giờ xảy ra chuyện rồi đó. Tang Hiến đã đặc biệt xem lại nội dung Livestream 3 lần vào sáng sớm tự tin trả lời, không, nhưng liên tục nhấn mạnh em rất thích anh cũng rất thích em. Như khi bình thường em khoe khoang với bọn Ngọc Ca ấy à? Ừm, không khác lắm, anh xuất hiện trong ống kính à? Ừ, Nhiễm Thuật không nói nữa mà vươn tay ra, kéo Tang Hiến về phía chăn. Tang Hiến chỉ có thể thuận theo hướng đó, dần bị Nhiễm Thuật chậm chạp kéo vào trong chăn. Chờ đến lúc hai người cùng ở trong chăn, Nhiễm Thuật mới tuyệt vọng nói, chồng ơi, anh chơi chết em đi, em không muốn sống nữa. Được chồng trịch chết, làm quỷ cũng phong lưu. Tang Hiến giờ khóc giờ cười, hôn trán Nhiễm Thuật một cái để an ủi. Chương 66 Nhiễm Thuật say rượu Livestream come out, đương nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cùng ngày có mấy mục hot search nổi tưng bừng vì cậu, độ thảo luận tiếp tục tăng lên, hại các lập trình viên của các trang thông tin điện tử lớn phải tăng ca trong đêm. Mà sau khi gây ra chấn động, người trong cuộc lại biến mất làm cho mọi người không thể phỏng vấn kỹ càng. Trên mạng cũng có khen chê không đồng nhất với chuyện tình yêu của Nhiễm Thuật. Đối với nghệ sĩ, là gay rốt cuộc có được xem là chuyện xấu không, rất nhiều người đều đang cãi nhau, chuyện này rất khó định nghĩa. Nhưng đối với hành vi trước sau không đồng nhất của Nhiễm Thuật, vẫn xuất hiện không ít comment mắng. Phong Vân tiểu thư, mấy ngày trước còn nói mình độc thân trên Livestream, tỏ vẻ đáng thương các thứ, hết mặt không có biểu cảm gì rồi lại lộ vẻ tiểu tụy với màn hình các thứ như thể bị tổn thương lớn lắm. Mấy ngày sau lại vui vẻ trực tiếp, say khướt giới thiệu bạn trai, cam ao công khai. Thiết lập ngược fan, độc thân trong giới giải trí tôi nhìn mãi quen mắt rồi, nhưng vả mặt nhanh như vậy, còn là tự vả mặt mình, thật hiếm thấy. Nhiễm Thuật chơi chiêu này lợi hại thật, nhớ lại tất cả những gì hot trong một năm qua của Nhiễm Thuật, đột nhiên tôi bắt đầu cảm thán thủ đoạn marketing của đoàn đội anh ta. Cộng thêm việc Nhiễm Thuật hợp tác với Cao Cần, vốn không thể nghi ngờ Nhiễm Thuật có thể đánh một trận khắc phục khó khăn quá đẹp. Kết quả lại say rượu hỏng việc, làm trò cười cho thiên hạ. Đúng đúng, chuyện lớn nhất trong quá trình marketing của Nhiễm Thuật chính là Tô, bị tế trời. Tô, vụ hãm tiền bối cũng là một phần trong kế hoạch của Nhiễm Thuật. Tô, đã phải trả một cái giá quá đắt để tiền bối có thể mạnh mẽ tái xuất. Tôi cảm thấy chú nhìn thấy bài Weibo này chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại còn rất vui. Có người khen chú lòng dạ thâm sâu, nhiều tâm tư. Ngọc Ca đã sớm nói ở trong Livestream rồi. Nhiễm Thuật với bạn trai cũ chia tay qua lại hơn 800 lần. Chắc chắn là mấy ngày trước chia tay, vài ngày sau lại quay lại. Dựa theo tính cách của Nhiễm Thuật thì hẳn anh ấy làm được. Kỳ lạ thật, bây giờ đồng tính luyến ái mà cũng có người che chở, rõ ràng là hành vi trước sau bất nhất mà giờ cũng có thể tẩy trắng. Đám fan hâm mộ Nhiễm Thuật tỉnh lại đi. Giới đồng tính rất loạn, trước mặt các cô anh ta thể hiện rất kín kẽ nhưng có khi lại bí mật chơi lớn. Có khi anh của các cô đã bị rất nhiều người, rồi. Thật ra suy nghĩ kỹ chút là biết để truyền mình nên mới tìm kim chủ. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn để kim chủ công khai anh ta, trở thành chính cung nương nương, lòng giả ghê thật. Bán, mông, á, đã giám định xong thắng lợi thuộc về ai, công khai tình yêu mà không có thương vong, xem như tôi đã được biết. Tinh chú thật sự không hốt fan bạn gái được, bây giờ học sinh tiểu học nghe nói chính chủ là một con không thì lại hưng phấn theo, quả thật là làm hư trẻ con. Trước đó tôi đã cảm thấy cậu ta là không rồi. Dù sao cũng có rất nhiều người muốn làm bạn thân với cậu ta, từ chuyện của Mạnh Hân Nhã là đã có thể nhìn ra. Cũng không phải là không có thương vong, tôi vẫn hơi khổ sở,
nhưng vừa nghĩ anh ấy bị đè thì liền không buồn mấy nữa. Trước đó đã cảm thấy thằng này èo là vãi, buồn nôn kinh khủng. Không phải là đang đề cao văn hóa nam tử Hán à? Đồng tính luyến ái kiểu này nên bị tẩy chay, không cho ra ngoài kiếm tiền nữa, ảnh hưởng cả một thế hệ. Này các bạn, ngày nào các bạn cũng ở bên cạnh con cái trông coi chúng nó mà còn không trông được, nghệ sĩ thì ảnh hưởng được tụi nó à? Thứ gây ảnh hưởng lớn nhất lên tụi nó chính là lời nói của các bạn đấy, quản lý bản thân mình cho tốt đi. Đàn ông ưu tú cũng chỉ ở bên đàn ông ưu tú, đám đàn ông bình thường mà ảo tưởng bị sang chấn tâm lý rồi nhỉ. Đối với thân phận của bạn trai nhiễm thuật, rất nhiều người đều vô cùng tò mò, tiếc là tư liệu liên quan đến Tang Hiến ở trên mạng quá ít, thậm chí còn không nhiều bằng của cung thời An. Chuyện này làm người ta không khỏi hoài nghi Tang Hiến chính là một ông lớn ở sau màn, là một ông kim chủ. Ngay sau đó, có một văn bản thông báo khác xuất hiện. Giải trí Tiểu Tiểu V, theo như được tiết lộ, công tử nhà họ Tang đã có một vị hôn thê, đồng thời đã ở bên nhau được 10 năm. Nhiễm thuật là bên thứ ba chen chân vào để có thể truyền mình nổi tiếng. Sau khi nhà họ Tang mua công ty của cậu ta xong thì cậu ta bắt đầu xun xoe mãnh liệt. Biết rồi mà vẫn làm người thứ ba, có thể thấy nhân phẩm rất tệ. Chứng cứ đâu, ACCPA là có thể ăn nói suông, vu khống lung tung à. Kinh nghiệm hóng Dreamer nhiều năm nói cho tôi biết được là rất nhiều tin tức đều là không có lửa thì làm sao có khói, đã tuôn ra ngoài thì có đến 80% là thật. Lần này Mạnh Hân Nhã có giúp nhiễm thuật không nhỉ? Tôi rất tò mò gặp, anh em, bọn họ sẽ diễn kiểu gì? Nhiễm thuật cứ cố gắng PR hình tượng ngốc bạch ngọt, tôi vẫn luôn thấy rất giả dối, dù gì dáng vẻ cũng là kiểu có lòng giả rất sâu. Cốt khỏi giới giải trí đi tung tin đồn nhảm được quá 500 lượt xe thì chờ đơn kiện của luật sư đi. Tô Điểm Điểm cũng không kịp xem Livestream mà xong rồi mới xem Livestream chiếu lại của nhiễm thuật. Nhìn thấy cảnh tượng nhiễm thuật ở bên Tang Hiến và dáng vẻ cương triều của Tang Hiến, cậu ta đố kỵ đến nghiến răng. Cậu ta càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Tang Hiến không có thù hận gì với cậu, đối xử với cậu như thế tất nhiên là vì nhiễm thuật đầu têu ở phía sau. Là nhiễm thuật đã làm hại cậu ta lâm vào tình cảnh như thế. Cậu ta với nhiễm thuật là nghệ sĩ chung một công ty, cậu ta còn trẻ tuổi hiểu biết hơn nhiễm thuật. Trước kia khi cậu ta còn là một ngôi sao đang lên thì nhiễm thuật đã chậm rãi trượt xuống. Hiện tại thì lại hoàn toàn ngược lại, cùng gia nhập vào giới, cùng tìm chỗ dựa cho mình. Tại sao nhiễm thuật có thể có được một người đàn ông như chủ tịch Tang, còn cậu ta tìm tới tìm lui cũng chỉ có Hồ Vĩnh Kỳ có thể nhận cậu ta. Gần đây Hồ Vĩnh Kỳ cũng đang lạnh lùng với cậu, một mặt là đang bận chào hỏi với công ty khác, tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo. Một mặt là Hồ Vĩnh Kỳ đã bắt đầu nâng đỡ một người mới khác, đồng thời đang rất cố gắng muốn mang người mới này rời công ty theo. Người mới nọ cũng cao khoảng 175cm, dáng người thon gọn, dáng vẻ cậu trai nhỏ khá thông minh. Tô Điểm Điểm khó mà nhẫn nại được, cậu ta không chịu nổi. Làm sao cậu ta có thể chỉ nhìn nhiễm thuật sống tốt như vậy? Nhất là khi nhiễm thuật đã hại cậu ta ngã vào trong bụi bặm. Lúc này, bạn tốt của cậu ta Đồ Nguyên Trạch gửi tin nhắn tới, tao bắt đầu đẩy tin nhiễm thuật là người thứ ba, mày ngoan ngoãn chút đừng lên tiếng, đừng để liên lụy đến mày. Tô Điểm Điểm, tao không tra được thân phận hôn thê của chủ tịch Tang, không có chứng cứ, người ta có tin không? Đồ Nguyên Trạch, quan tâm bọn họ tin hay không làm gì. Đặt thân phận của hai người đó ở đó, chủ tịch Tang thì giàu, nhiễm thuật thì là sao? Hai người bọn họ ở bên nhau chẳng lẽ vì tình yêu à? Ai cũng sẽ không tin, riêng điểm này thôi nhiễm thuật đã mang tiếng xấu rồi. Hơn nữa chúng ta có vụ oan cho nhiễm thuật không? Không, nhiễm thuật là người thứ ba thật. Tô Điểm Điểm xem tin nhắn của Đồ Nguyên Trạch xong thì tâm trạng trở nên thoải mái. Như thể cậu ta đã đoán trước được rằng lần này nhiễm thuật sẽ khó xoay người. Chuyện lần đó của Mạnh Hân Nhã, ít nhất cô còn vô tội. Nhưng nhiễm thuật lần này thì không. Lúc này cậu ta lại nhận được tin nhắn của Hồ Vĩnh Kỳ, em không nên gây chuyện. Dễ dàng dẫn lửa vào người mình. Tô Điểm Điểm, em có làm gì đâu. Cậu ta có làm gì đâu, là Đồ Nguyên Trạch làm. Cậu ta và Đồ Nguyên Trạch cùng biết chuyện Tang Hiến có hôn thê, từ đó lợi dụng mà thôi. Tô Điểm Điểm nhanh chóng lên giường, lấy điện thoại ra tải lại sao, thấy tin mắng nhiễm thuật càng ngày càng nhiều. Lần này quá hot, thu hút được không ít dân mạng. Ngay cả sức chiến đấu của fan hâm mộ cũng nhanh chóng trở nên không đáng chú ý, cậu ta không khỏi bật cười. Sao kiểu mọi người tải lại Facebook để xem có tin mới không nè? Nhiễm thuật, mày xong đời rồi.
Cao Cần ngồi trên ghế sofa trên nhà Tang Hiến, cầm máy tính bảng xem tin tức, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại sắp xếp công việc, tai nghe Bluetooth luôn treo trên lỗ tai. Cách đó không xa, Thẩm Quân Cảnh hai tay cầm máy tính bảng, ngón tay trượt xuống, xem một lát, rồi lại trượt xuống xem lát nữa, rồi cảm thán, giới giải trí hay thật, reload lại là có thêm hơn mấy trăm bình luận, comment trong comment cũng mắng nhau được thêm hơn 10 cái. Đây đã là gì đâu? Cao Cần thuận miệng trả lời một câu. Lúc này, Nhiễm Thuật Viện Tường từ trong đi ra, hỏi Cao Cần, chị Cao, có cần em giúp chị chửi bọn nó không? Bây giờ em có thể. Cao Cần và Thẩm Quân Cảnh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Thuật. Người bình thường tràn đầy sức sống, lúc này tinh thần lại tiêu tụy, bước chân lảo đảo, trên cổ toàn là dấu hôn không giấu được. Cao Cần, Thẩm Quân Cảnh hít sâu, thốn mắt quá đi. Cái cặp đối ngốc nghếch này. Nhiễm Thuật vừa xoa cổ vừa bước về phía ghế salon rồi ngả người lên, hỏi bây giờ tình hình như thế nào? Chắc có ai gửi thông cáo mắng em là kẻ thứ ba. Cao Cần không quan tâm đáp. Nhiễm Thuật giật mình ngồi dậy, chỉ vào bản thân hỏi, ý là em tự giật bổ em ấy hả? Cao Cần duỗi eo, em đừng sốt ruột. Trước tiên cứ để bọn họ mắng thêm đi, còn chị sẽ chỉnh sửa thông cáo. Khi nào độ bàn tán của dư luận đạt đỉnh điểm thì chúng ta sẽ đảo ngược chiều gió. Như vậy mới tận dụng tối đa được chuyện này, giúp chuyện công khai của em được nhiều người biết hơn. Nhiễm Thuật nằm co quắp trên ghế salon, bất lực lầm bầm, làm nóng chuyện cam ao lên à. Không phải giới showbiz là vậy à. Công khai tình yêu, chia tay, kết hôn, ly hôn, mang thai, sinh con, rõ ràng chỉ có ngần ấy chuyện nhảm nhí nhưng vẫn có người thích bàn tán về chúng say xưa, 10 lần như một. Việc em công khai là một việc khá hiếm thấy trong giới nên được quan tâm nhiều hơn thôi. Chẳng phải 2 năm trước Mễ Lạc cũng là bị lộ chuyện yêu đương à? Mễ Lạc khiêm tốn hơn em nhiều. Cậu ta chỉ có tác phẩm, rất ít khi lộ chuyện sinh hoạt cá nhân ra ngoài, cũng chưa từng chính thức đáp lại cho nên cũng có rất ít người đề cập. Em đây là gọi hẳn chồng, có thể gọi là lần đầu tiên. Nhiễm Thuật lười biếng thở dài, không phải là em quá lời. Nhưng Mễ Lạc là người hiếm có trí tuệ sánh ngang em trong giới giải trí. Cao Cần nhớ đến dáng vẻ 800 tâm nhãn của Mễ Lạc, cuối cùng thở dài, nếu em có được 1% thông minh của Mễ Lạc thì đã không cần phải dựa vào vận may để thắng chương trình truyền hình thực tế. Nhiễm Thuật không nói sâu hơn mà nhắc đến chuyện khác, chắc chắn Tô Điểm Điểm có góp phần trong chuyện này. Nếu không thì giữ lại bọn họ làm gì? Nhiễm Thuật nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cao Cần đặt máy tính bảng xuống, nói với Nhiễm Thuật, em biết chủ tịch Tang thuê chị lương cao vì lý do gì không? Vì chị quá giỏi, thứ nhất, để em truyền mình hot trở lại. Thứ hai, để tình yêu của em và cậu ấy có thể công khai thuận lợi. Nhiễm Thuật nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao khi thấy video cậu và Tang Hiến đi mô tô hai mắt Cao Cần lại tỏa sáng, tại sao không cản cậu Livestream come out? Thì ra một trong số những công việc của cô là làm nền cho tình yêu của bọn họ. Tang Hiến sớm đã có ý định công khai. Tang Hiến muốn một danh phận, thậm chí còn canh cánh chuyện đó trong lòng. Cao Cần nói tiếp, video xe mô tô là để làm nền cho chuyện em có thể là đồng tính, để fan hâm mộ của em chuẩn bị sẵn tâm lý. Chủ tịch Tang còn liên lạc với Tùy Hầu Ngọc bảo cậu ấy đề cập chuyện em đã có người yêu, còn hay chia tay quay lại nữa. Nhiễm Thuật giật mình, Ngọc ca của em cũng phối hợp à? Đúng, Cao Cần cười, vào lúc bên phía Tô Điểm Điểm muốn điều tra em. Chủ tịch Tang đã định giải quyết triệt để cậu ta. Chính chị đã đề nghị cậu ấy tạm thời để Tô Điểm Điểm lại. Một mặt xem thử Tô Điểm Điểm có thể học được một bài học không, như vậy chủ tịch Tang có thể giảm bớt tổn thất một chút, dù sao chủ tịch Tang cũng là thương nhân, cần phải lời ít tiền từ Tô Điểm Điểm. Nhưng Tô Điểm Điểm không học được bài học nào, Nhiễm Thuật nói, cho nên mới giữ lại cậu ta, cho cậu ta nhảy, rồi vào lúc cậu ta xảy ra chuyện thêm vào một cây đuốc. Như thế mới có thể đảo ngược lại tình huống, đạt được mục đích công khai tốt nhất. Vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng chuyện của cậu ta để chuyển sự chú ý đi, một nhân tố lớn, cần giữ lại để tùy thời điểm dùng. Bây giờ thời gian xảy ra chuyện ngắn, đám dân mạng cảm thấy mới mẻ nên còn hóng hớt. Nhưng lâu dài rồi, mọi người sẽ sinh ra tâm lý, mệt mỏi chán ghét, sau khi nhìn thấy hot search sẽ cảm thấy tại sao lại là bọn họ. Vẫn chưa kết thúc à? Từ đó nảy sinh mâu thuẫn trong tâm lý, rồi ảnh hưởng lên mức cảm tình của người qua đường đối với Nhiễm Thuật. Khi đó thì phải có một chuyện khác rời ánh mắt của mọi người. Lúc này, Tô Điểm Điểm có thể cống hiến chút sức mọn của mình. Nhiễm Thuật nghe xong thì giật mình, lập tức vỗ tay, đỉnh thật.
Lúc này, Tang Hiến từ trong bếp đi ra, bưng một đĩa hoa quả tới, đưa từng miếng đến bên miệng Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật ăn say sưa ngon lành, nhìn bọn Cao Cần bận rộn. Thẩm Quân Cảnh nhìn thấy thế thì nhe răng trợn mắt, cút mau đi, đừng để tôi ghê tởm cả chính công việc của mình. Nhiễm Thuật lập tức chỉ vào Thẩm Quân Cảnh mách Tang Hiến, anh xem cậu ta kìa. Cách chỉ cậu ta rất đơn giản. Tang Hiến trả lời rồi cúi đầu hôn một cái lên môi Nhiễm Thuật. Thẩm Quân Cảnh đứng bật dậy, ném máy tính bảng lên ghế sofa, ông đây mặc kệ. Than thở xong, hắn liền đưa tay lấy điện thoại, muốn xem lần này Tang Hiến sẽ chuyển cho mình bao lì xì bao nhiêu tiền. Kết quả lại thấy Tang Hiến đút cho Nhiễm Thuật một quả nho. Trái tim Thẩm Quân Cảnh đóng băng, hắn không muốn làm gì nữa. Lúc này Tang Hiến nói, ngày mai bên cung Thời An ký hợp đồng. Thẩm Quân Cảnh lập tức trở nên vui vẻ, lần nữa cầm lấy máy tính bảng. Nhiễm Thuật hơi tò mò, sau khi cứu được hạng mục này thì Thẩm Quân Cảnh có thể được bao nhiêu tiền lương? Tang Hiến trả lời giọng bình thản, không kém thu nhập hàng năm của em. Anh là ông chủ của Nhiễm Thuật, đương nhiên biết một năm Nhiễm Thuật kiếm được bao nhiêu. Nhiễm Thuật lập tức nhăn mặt, em cũng không muốn làm nữa. Tang Hiến lại hôn cậu, em có anh. Thẩm Quân Cảnh vừa gửi tin nhắn sắp xếp công việc vừa lầm bầm. Vì tiền, nể mặt tiền, đừng gây khó dễ với tiền. Mình thích làm việc yêu tiền, không đúng, làm việc yêu bản thân. Cao Cần nhìn bọn họ, cô luôn không hợp với đám người này. Vào ban đêm, Weibo của Nhiễm Thuật cuối cùng cũng update, lần đầu tiên đáp lại sau khi chuyện xảy ra. Nhiễm Thuật, đúng vậy, đã chia tay quay lại với người kia 10 năm rồi. Video là Nhiễm Thuật và Tang Hiến cùng thi đấu giải đấu tennis mở rộng 10 năm trước. Rõ ràng là Nhiễm Thuật không giỏi tennis lắm, toàn nhờ một mình Tang Hiến ngăn sóng dữ, đốt cháy hiện trường. Trận đấu này có bên chính thức ghi lại, có tư liệu để tra, có thể xác nhận thời gian bọn họ quen nhau. Ngay sau đó là một loạt xe, Tùy Hầu Ngọc, đúng vậy, bị hai người đó chia tay quay lại làm phiền 10 năm. Nhiễm Thuật, đúng vậy. Hầu Mạch, lần sau ầm ĩ chia tay đừng có đến chỗ tao làm phiền nữa. Nhiễm Thuật, đúng vậy. Mạnh Hân Nhã, lần trước vụ phục hồi lại ghi chép trò chuyện trên điện thoại cảm ơn Chủ tịch Tang nhiều. Nhiễm Thuật, đúng vậy. Lữ Ngạn Hâm, môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp. Nếu bọn họ chia tay thì người khác sẽ gặp họa đấy, nhất định phải giữ lấy nhau đó. Nhiễm Thuật, đúng rồi. Tác giả có lời muốn nói, trong các nhân vật chính của tôi, hẳn hai nhân vật có trí thông minh tương phản nhất là Mễ Lạc và Nhiễm Thuật. Mễ Lạc có 800 tâm nhãn. Dám gây chuyện Mễ Lạc tính kế chết bạn. Nhiễm Thuật không có tâm nhãn gì cả, nhưng nếu gây chuyện thì Nhiễm Thuật sẽ mắng chết bạn. Dù trí thông minh hai người khác xa nhau nhưng ai cũng không đụng vào được. Chương 67. Một ngày này, cư dân mạng mệt muốn chết. Phía dưới Weibo Nhiễm Thuật, 10 năm. Tôi là một người xấu xa dối trá nhưng đã yêu một người 10 năm. Không hổ là anh, chú ơi. Chắc chắn tính tình ông chủ rất tốt, nếu không thì sao có thể chịu đựng được chú. Ông chủ vất vả rồi. Sau khi xem hết video ông chủ lộ mặt khi chơi tennis, tôi khẳng định ông chủ chơi rất giỏi, còn vô cùng đẹp trai. Cho nên, không phải là kẻ thứ ba, là bố mẹ đã đồng ý, từ hồi còn mặc đồng phục đến khi mặc vest đi làm, là câu chuyện tình từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành. Tôi nghĩ chú nằm mơ cũng không nghĩ đến sau khi công khai tình yêu lại nổ bão thế này, tất cả mọi người đang mắng chú ấy. Ây gu, ông chủ thực sự là một người đàn ông tốt. Phía dưới Weibo Tùy Hầu Ngọc, Ngọc ca đã vất vả rồi. Chúng em biết nhiều năm qua anh trải qua như thế nào rồi. Các anh là bạn học cấp 3 với nhau sao? Thúc Phu sao cũng ở trong đội tennis à? Sao chồng của chú mặt cười phía dưới Weibo Hầu Mạch, nghiêm túc mà nói. Hầu Mạch biết cách ứng xử hơn Nhiễm Thuật. Dù sao trên Weibo Nhiễm Thuật chưa bao giờ nhắc đến Hầu Mạch. Nhưng Hầu Mạch vẫn chuyển phát Weibo Nhiễm Thuật. Mặc dù, giọng điệu lộ rõ vẻ ghét bỏ. Tôi có thể nhìn thấy sự ghét sao bỏ, lẫn nhau giữa hai người này, ghét là do editor cố tình không phải sai chính tả. Ha ha ha, hai người có biết phong cách của mình rất buồn cười không? Phía dưới Weibo Lữ Ngạn Hâm thấy không? Đôi lứa xứng đôi, chú của tụi em không phải trèo cao, bọn họ là tuyệt phối đó. Mặc dù cách nói có hơi ghét bỏ, nhưng nữ vương vẫn chúc phúc cho chú đó nha. Tạ ơn nữ vương đã giúp chú loại bỏ tin đồn. Phía dưới Weibo Mạnh Hân Nhã. Thì ra ông chủ cũng ra tay giúp đỡ, tạ ơn ông chủ. Nhã Nhã lần đầu diễn cảnh tình yêu với chị em cảm giác thế nào?
Nhã Nhã nhất định biết mối quan hệ này đúng không? Chị có tham gia tiểu kịch trường chia tay của bọn họ không? Sau khi bài đăng Weibo của Nhiễm Thuật được công khai, cục diện nháy mắt đã thay đổi. Nói cậu được thiết lập trạng thái độc thân, nên nói rõ cho bọn họ, cậu yêu đương chính là chia chia hợp hợp, điều này cũng phù hợp với tính cách của Nhiễm Thuật. Cùng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc lúc phát trực tiếp cũng nói đến chuyện này, cũng là một chuyện rất tốt. Lại có rất nhiều bạn bè truyền tiếp trêu đùa, trước đó nói mình độc thân, quay đầu lại công khai yêu đương, mọi chuyện trở thành một trò đùa, dễ dàng được bỏ qua. Tin đồn Nhiễm Thuật làm kẻ thứ ba cũng được phá bỏ sau khi nói đến chuyện tình 10 năm. Vị hôn thê yêu nhau 10 năm, chắc chắn không có kẻ thứ ba, Nhiễm Thuật chính là vị hôn thê được nhắc đến, thời gian cũng trùng khớp. Có lẽ để mọi người ủng hộ cặp đôi trời sinh này, công ty đã thả ra video chở nhau trên mô tô đợt trước. Các tài khoản marketing sao tràn ngập video, như thể do cư dân mạng đào ra được. Nhân vật trong đoạn video kinh điển này lại là Tang Hiến và Nhiễm Thuật. Sao gốc, Doanh Tiêu Hào, blogger, tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó. Lần này, dư luận càng thêm sôi trào. Video một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng, bộ đồ vest của Tang Hiến, ngay cả đôi giày da mà anh đi cũng được để ý rất kỹ, tất cả đều là hàng đặt thiết kế riêng. Sau đó là chiếc mô tô trong video, giá trị của nó còn nhiều hơn một chiếc Rolls Royce, khiến cho video này có nhiệt độ cực cao sao. Sao quá nhiều số không ăn chờ bên trong Weibo thảo luận ầm ĩ. Hắc Anh Đào, thăng tình yêu của Nhiễm Thuật bị lộ ra ngoài ánh sáng thăng một tên du côn khoác Âu phục mà thôi. Yêu nhau 10 năm, anh ấy giận dữ, anh ấy mỉm cười đều rất câu người, thế mà mấy người chỉ thấy ông chủ giàu có à. Đa đa, thằng Nhiễm Thuật trực tiếp công khai thằng mấy bạn không đồng ý cuộc hôn sự này. Ơ kìa, ai thèm quan tâm mấy bạn có đồng ý hay không? Mấy bạn nghĩ bản thân là ai nha? Đã tự quản lý bản thân mình được chưa? Hạ Nguyên, thằng Nhiễm Thuật thằng lúc chưa biết thân phận ông chủ tôi đã cảm thấy hai người này rất xứng đôi rồi. Sau khi biết thân phận, cảm giác của tôi chính là Nhiễm Thuật yêu đương với ông chủ có tiền rồi. Đây còn không phải tình yêu thật sao? Quýt Sương Mù mặt cười Orin Miss sao? Lữ Ngạn Hâm có nhắc đến môn đăng hộ đối, tức là Nhiễm Thuật không ôm đùi. Chẳng lẽ còn muốn nói rõ cho mấy người biết, nhà bọn họ là thế giao hay sao? Hai gia đình gia thế tương đương, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Sao một nhân vật trong light novel Nhật Bản, Stigmer of the Wind? Ngay sau đó, cảnh nhảy bungee sao của Nhiễm Thuật trong Dấu Bé Không Phải Tôi Dấu Lớn được tung ra. Trong bản gốc của chương trình, tiếng la hét của Nhiễm Thuật bị tắt, mọi người đều nghĩ rằng lúc đó Nhiễm Thuật đang nói tục nên bị cắt bỏ âm thanh, lúc đó bão bình luận cũng là một mảnh sung sướng. Dù sao Nhiễm Thuật càng chật vật, bọn họ càng thấy vui vẻ. Sau khi bản gốc kèm âm thanh được đưa ra, họ nghe thấy âm thanh Nhiễm Thuật kêu là a a a, tôi muốn Tang Hiến. Lúc cậu ấy cần nhất cũng kêu tên Tang Hiến. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Người hâm mộ và người qua đường được dẫn hướng, những lời mắng chửi trước đó dần dần tan biến. Chính vì ban ngày bị mắng quá nhiều mà Nhiễm Thuật càng được quan tâm hơn. Một cú lội ngược dòng vào buổi tối càng có hiệu quả, từ mắng mỏ khắp nơi chuyển thành trêu chọc không ngừng, cục diện xoay chuyển chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Công việc của Cao Cần cuối cùng cũng hoàn thành, nhìn những đánh giá trên mạng, Cao Cần đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Nói với Nhiễm Thuật, một lát nữa chắc em sẽ không ra ngoài được đâu, bên ngoài bị bao vây chặt lắm. Bọn họ sao tinh mắt như ăn cắp vậy, một đoạn video ngắn đã biết em ở chỗ nào. Nhiễm Thuật thực sự sợ mấy người phóng viên săn tin tức này rồi, chỗ này cũng có thể tìm được. May mắn là an ninh tiểu khu của Tang Hiến rất tốt, bảo an làm việc đúng nguyên tắc. Dù sao có thể ở nơi này không phú cũng quý, phương diện này không bắt bẻ được điều gì. Nhiễm Thuật cầm điện thoại dùng ớp nhỏ lướt Weibo, lẩm bẩm nói, thực ra ban đầu em thích Tang Hiến, đúng thật là do anh ấy có tiền. Cao Cần nhắc nhở, em ngậm chặt miệng là được rồi. Cao Cần nghĩ gì đó, nhìn về phía Tang Hiến, như sợ anh sẽ tức giận khi nghe Nhiễm Thuật nói câu này. Ai ngờ, Tang Hiến nghe xong không thèm để ý chút nào, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Cao Cần không khỏi hoài nghi Tang Hiến có thực sự thích Nhiễm Thuật hay không. Chẳng lẽ sự thật chính là Nhiễm Thuật yêu tiền của Tang Hiến, còn Tang Hiến chỉ ham muốn thân thể Nhiễm Thuật sao? Dường như nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của Cao Cần, Tang Hiến lại khoe thêm một lần nữa, Nhiễm Thuật thích nhất hai thứ, một là tiền, một là tôi. Nhiễm Thuật nghe xong, phi, một tiếng, Ngọc Ca đứng trước cả tiền. Tang Hiến,
anh đột nhiên cảm thấy công khai tình yêu cũng không vui vẻ như bản thân nghĩ. Chỉ có Thẩm Quân Cảnh lén cười thành tiếng, Cao Cần cũng không hỏi lại, hai người rõ ràng rất yêu nhau. Không giống lẽ thường, không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải bọn họ. Tô Điểm Điểm xem tin tức trên mạng, khuôn mặt tối sầm lại. Cậu ta vốn nghĩ, nhiễm thuật lần này xong rồi, bị gắn mác kẻ thứ ba, lại còn, thấy người sang bắt quàng làm họ, danh tiếng của nhiễm thuật sẽ lao dốc không phanh, trực tiếp rơi xuống vực sâu. Không nghĩ tới, thủ đoạn của Cao Cần lại như họ của chỉ ra tay trong 2 tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể tranh thủ một mảnh khen ngợi và trêu đùa. Đồng tính có gì sai ư, nhiễm thuật có lẽ còn được bảo vệ, dù sao không có nhiều người dám công khai tính hướng của mình, bọn họ không làm sai điều gì cả, chẳng qua chỉ thích người cùng giới tính với mình mà thôi. Vòng tròn này luôn có tranh cãi, nhưng cũng không ít người bảo vệ và chúc phúc cho họ. Tin đồn, kẻ thứ ba, bị bác bỏ, nhiễm thuật còn gì để bôi đen nữa? Không còn gì, thậm chí, bởi vì công khai hẹn hò mà hot chưa từng có. Nhiễm thuật và Tang Hiến vậy mà đã yêu đương tận 10 năm rồi. Vị hôn thê trong truyền thuyết của chủ tịch Tang chính là nhiễm thuật. Khó trách Tang phu nhân không những không làm khó dễ nhiễm thuật, ngược lại còn đối xử với nhiễm thuật rất khác biệt, thậm chí có phần ưa thích. Nội tâm Tô Điểm Điểm đầy sóng gió, mỗi lần nghĩ đến hành động của mình như một chú hề đang nhảy nhót, cậu ta cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Sao nhiễm thuật lại có thể may mắn như thế? Nhiễm thuật có thể gặp người đàn ông tốt như chủ tịch Tang ngay từ khi còn học cấp 3, mà Tô Điểm Điểm chỉ có thể bị một lão già như thế. Dựa vào cái gì mà nhiễm thuật có thể sống tốt như thế? Còn muốn hại cậu ta ra nông nỗi này, cậu ta thực sự rất không cam lòng. Lúc này, Tô Điểm Điểm nhận được tin nhắn từ Hồ Vĩnh Kỳ, nói để cậu ngoan chút. Tô Điểm Điểm, tôi nói tôi không làm gì cả. Hồ Vĩnh Kỳ, kẻ gọi là bạn của cậu chọc đến người của Tang gia, bị người ta điều tra ra được, bạn cậu nói là do cậu sai khiến. Lúc trước còn tưởng cậu thông minh lắm, không ngờ lại ngu ngốc thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cậu hại chết. Chúng ta sẽ bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho vụ này. Tô Điểm Điểm đọc xong tin nhắn thì vô cùng sợ hãi, Đồ Nguyên Trạch sao có thể ghê tởm như thế. Rõ ràng là bản thân hắn bôi đen nhiễm thuật, cuối cùng lại đổ tội cho cậu. Tô Điểm Điểm tranh thủ thời gian nhắn tin trả lời, chúng ta cũng có thể công khai tình yêu mà. Nhiễm thuật cũng công khai đó thôi, có vấn đề gì đâu. Hồ Vĩnh Kỳ, ngu xuẩn, cậu động não đi. Nhiễm thuật và Tang Hiến đang yêu nhau, bọn họ là môn đăng hộ đối, từ thời học sinh đã bắt đầu yêu đương. Nhưng cậu và tôi có quan hệ thế nào, trong lòng cậu rõ ràng, dù nói với bên ngoài chúng ta thật sự yêu nhau, sẽ có người tin sao? Tô Điểm Điểm, ai quản bọn họ tin hay không? Em chưa kết hôn, anh cũng chưa lập gia đình, đều còn độc thân, yêu đương thì có gì sai? Hồ Vĩnh Kỳ, hiện tại tôi đã có người yêu rồi. Tô Điểm Điểm nhìn dòng này, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Ngay sau đó vô cùng tức giận, cậu còn chưa ghét bỏ lão già này đâu, thế mà lão đã kiếm người mới rồi. Hóa ra, người vừa già vừa xấu so với người vừa trẻ vừa đẹp trai còn lăng nhăng và buồn nôn hơn. Tô Điểm Điểm chỉ có thể nhanh chóng gõ chữ, nếu như anh không phối hợp, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Hồ Vĩnh Kỳ, cậu thực sự rất ngu xuẩn, nếu quậy tôi, cậu sẽ chỉ còn một mình. Tô Điểm Điểm hồi thần trong nháy mắt, lý trí đang tan rã của cậu ta trở lại từng chút một, nháy mắt tỉnh táo trở lại. Bạn cậu, cái gọi là tình hữu nghị chính là lúc nguy hiểm mà khai cậu ta ra. Bạn trai cậu, lúc cậu khó khăn không có lối thoát thì nhanh chóng bỏ rơi cậu, không bằng ngựa giống. Ông chủ hiện tại của cậu là Tang Hiến, cậu bôi đen người yêu của Tang Hiến không để cậu nhận công việc, cậu sẽ bị đóng băng mấy năm. Cậu luôn so sánh bản thân với nhiễm thuật, nhìn lại thì chỗ nào cũng không bằng nhiễm thuật. Cậu đột nhiên nghĩ đến nhiễm thuật khi Mạnh Hân Nhã gặp khó khăn, nhiễm thuật không chút do dự nào đưa tay giúp đỡ, đây là điều mà cậu không thể nào có được. Nếu như ban đầu cậu không ghen tị Hồ Vĩnh Kỳ theo đuổi nhiễm thuật mà không được, liên tục nhằm vào nhiễm thuật, cậu có bị lâm vào bước đường cùng này không? Cậu ta dứt khoát ném điện thoại sang một bên, la hét trong phòng, dùng phương pháp đơn giản nhất để giải tỏa cảm xúc. Không có ai để ý đến cậu ta, chỉ có bản thân cậu mà thôi. Cậu có thể tưởng tượng ra rất nhiều người hả hê trước nỗi đau của mình, chế giễu mình ngu ngốc, nhưng cậu lại không thể làm gì được. Tang Hiến nào giờ cũng không phải là một người tốt, có thể lăn lộn trên thương trường, chắc chắn không phải là một người giàu lòng trắc ẩn. Ranh giới cuối cùng của anh là nhiễm thuật không bị tổn thương.
thấy Nhiễm Thuật bị Tô Điểm Điểm vu oan, Tang Hiến vô cùng giận dữ. Bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay, vô cùng chân quý, lại bị cái tên Tô Điểm Điểm này chèn ép, bôi đen, bắt nạt. Tang Hiến muốn hủy diệt người này từ lâu rồi. Nếu không phải lúc đó Cao Cần khuyên anh, nói Tô Điểm Điểm còn giá trị lợi dụng, điều này phụ thuộc vào Tô Điểm Điểm có thông minh hay không. Sau đó, Tô Điểm Điểm ngay dưới mí mắt anh, dùng tư liệu bôi đen Nhiễm Thuật, điều tra thân phận vị hôn thê của anh, còn điều tra cả thân phận bạn trai cũ của Nhiễm Thuật. Anh cảm thấy rất buồn cười. Lần này, anh biết được Tô Điểm Điểm muốn phá vỡ tình yêu đang như đi trên băng mỏng của mình. Bôi đen Nhiễm Thuật là kẻ thứ ba thì anh không thể nhân từ nương tay nữa. 4 ngày sau khi chuyện tình cảm bị lộ ra, đoàn đội tìm được tư liệu đen của Tô Điểm Điểm. Tất cả tư liệu đều là sự thật. Để nổi tiếng, Tô Điểm Điểm đã leo lên giường Hồ Vĩnh Kỳ. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, một viên đá khuấy động ngàn con sóng, mọi người sẽ không còn để ý đến chuyện yêu đương của Nhiễm Thuật, mà sẽ chú ý đến Tô Điểm Điểm. Bởi vì Tô Điểm Điểm cũng là gay, Nhiễm Thuật là gay sẽ không còn cô đơn nữa. Tô Điểm Điểm và Hồ Vĩnh Kỳ nhanh chóng làm sáng tỏ, thực ra bọn họ có quan hệ yêu đương, sự tình được rẽ qua một bước ngoặt nhỏ. Cao Cần lại ném ra một quả tạ khác, cái gọi là yêu đương của bọn họ trong lúc đó, Hồ Vĩnh Kỳ có quan hệ mập mờ với một người mới khác. Phía Tô Điểm Điểm cũng không an phận lắm, thường xuyên cùng, bạn tốt, Đỗ Nguyên Trạch không ngừng ra vào các cuộc tụ hội để gặp gỡ các, kim chủ, mới, thậm chí còn chơi tập thể, vô cùng hỗn loạn. Nói chơi với nhau cũng chỉ là cách nói hàm xúc mà thôi. So sánh như vậy, Tô Điểm Điểm trông thuần khiết thiện lương mà lại có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tưng bừng. Nhiễm Thuật có khuôn mặt của một, hải vương sao, lại chỉ yêu đương với một người trong suốt 10 năm. Sao chỉ mấy người, bắt cá, nhiều tay, tương phản hoàn toàn. Gay với gay cũng khác nhau chứ. Ngay sau đó, công ty thông báo khai trừ Hồ Vĩnh Kỳ. Nghe nói công ty mà Hồ Vĩnh Kỳ đã liên hệ trước đó đã từ chối gã, nghĩ đến gã sẽ gặp khó khăn để tìm được một công ty lớn, chỉ có thể tự lập phòng làm việc, trong tương lai có thể chuyển mình không cũng chưa rõ. Bạn trai nhỏ mới quen của gã cũng nhanh chóng chia tay gã, cắt đứt vô cùng sạch sẽ. Tô Điểm Điểm vẫn còn hợp đồng với công ty. Công ty tuyên bố giải trừ tất cả các hạng mục hợp tác, sẽ không sắp xếp thêm công việc nào cho Tô Điểm Điểm nữa. Nhắc đến đây, Tô Điểm Điểm cũng phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Hồ Vĩnh Kỳ bị sa thải, Tô Điểm Điểm bị đóng băng. Sự việc dần dần lắng xuống, nhưng phía bên ngoài nhà Tang Hiến vẫn còn rất nhiều phóng viên canh gác. Đoán rằng khi những phóng viên này phỏng vấn Nhiễm Thuật, họ sẽ hỏi mấy câu hơi lươn, ví dụ như tình yêu của cậu, hoặc cái nhìn của cậu về vụ việc của Tô Điểm Điểm. Dù sao Tô Điểm Điểm và Nhiễm Thuật có mâu thuẫn là việc mà mọi người đều biết. Nhiễm Thuật không có tính tình tốt lắm, nếu bị hỏi đến chắc chắn sẽ khó chịu, không chừng còn mắng chửi người nữa. Nếu như mắng người thật cũng là một tiêu đề rất tốt, độ hot của cậu hiện đang rất cao, nói không chừng còn lên trang nhất được. Lúc này vẫn nên tránh lộ mặt thì tốt hơn. Đáng tiếc, gần đây Nhiễm Thuật có một đại ngôn cần quay, không thể trì hoãn được. Nhiễm Thuật phái vệ sĩ xuống dưới đi một vòng, nhìn các nơi bị mai phục, sau khi biết được độ nghiêm ngặt, Nhiễm Thuật rất đau đầu. Nếu như em không đi quay, bọn họ sẽ nói em vừa công khai tình yêu đã đùa giỡn đại bài, sau đó cho em lên tiêu đề luôn. Nhiễm Thuật đi đi lại lại trong phòng khách, vô cùng tức giận. Sau khi Tang Hiến chỉnh sửa lại trang phục liền đi ra ngoài, nói với cậu, không sao đâu, vừa vặn thử chiếc trực thăng anh tặng em luôn. Nhiễm Thuật lập tức lên tinh thần, đi theo sau Tang Hiến hỏi thăm, đã đưa đến đây rồi à? Ừm, thời gian rất vừa vặn, nó quả nhiên rất hợp với em, đến ngay lúc em cần nhất. Nhưng dù em có đến được sân bay, thì trên máy bay đi Lâm Thị. Máy bay trực thăng cũng không thể bay xa như vậy. Tang Hiến tiếp tục nói, anh có máy bay riêng. Đây chính là ý đồ của Nhiễm Thuật, lúc này cậu trả lời, được nha. Phóng viên của các tờ báo lớn ngồi xổm mấy ngày, biết được hôm nay Nhiễm Thuật có lịch trình thì lên dây cót tinh thần, thậm chí tăng thêm nhân lực. Lúc bọn họ chờ Nhiễm Thuật xuất hiện, lại nhìn thấy một chiếc trực thăng đáp xuống tầng thượng chung cư. Chỗ ở của người giàu, mái nhà còn có chỗ đậu trực thăng. Sau khi nhìn thấy máy bay trực thăng, bọn họ có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau đó không lâu, mọi người thấy máy bay trực thăng chở Nhiễm Thuật và Tang Hiến. Một lần nữa cất cánh lên, nghênh ngang bay đi. Cả đám người nhìn nhau, không nói nên lời. Chương 68. Sau khi công khai tình yêu, độ nổi tiếng của Nhiễm Thuật tăng lên ít hơn trước, như thể hận không thể phai nhạt khỏi tầm mắt của công chúng.
Trước đó vì nhiễm thuật công khai cam ao nên một vài đoàn làm phim chính kịch bắt đầu do dự có nên tiếp tục hợp tác với cậu không. Nhưng nếu vì chuyện này mà kết thúc hợp đồng với nhiễm thuật thì đoàn làm phim cũng sẽ rơi vào tình thế bị động, không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phim vì cứ như đang kỳ thị. Sau khi cân nhắc, nhiễm thuật vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhiễm thuật thuận lợi gia nhập đoàn làm phim. Cũng may trong đoàn phim, nhiễm thuật thể hiện rất biết điều, không để ý đến hình tượng của mình, nghe theo sắp xếp của đoàn làm phim, cũng không có bất kỳ gánh nặng thần tượng nào. Điều này làm do người ở đoàn làm phim dần dần thay đổi ấn tượng về nhiễm thuật. Có thể chịu khổ, cũng không đòi cát xê cao hơn, trừ tính cách hơi kỳ lạ ra thì không còn có vấn đề gì khác. Lúc quay đến cuối phim, phim của nhiễm thuật và Mạnh Hân Nhã cũng được phát sóng. Ban đầu xem phim chỉ toàn là fan của nam nữ chính, hoặc là fan nguyên tác, sau đó thì là vì bộ phim này siêu hot. Hình tượng nam chính của nhiễm thuật là cố chấp nhưng lại dịu dàng với nữ chính, yêu cô sâu đậm. Hình tượng của nữ chính cũng không bị cản trở, thậm chí còn hơi tỏa sáng. Kết hợp hình tượng nhân vật như thế này, cộng thêm kịch bản không dở, là một bộ chính kịch rất khá. Cộng thêm kỹ thuật diễn của nam nữ đều có, đương nhiên là cấu trúc của một bộ phim bom tấn. Một bộ phim siêu hot, dường như chỉ qua một đêm đã nổi tiếng khắp mạng. Nhiễm thuật và Mạnh Hân Nhã lại không đẩy CP nào từ trong bộ phim này mà đều chỉ nói bọn họ là anh em và chị em. Chạy xa 1,5 mét, tôi cố gắng thuyết phục mình, nói với bản thân đây là một đôi tình nhân, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ là nghĩ ngay bọn họ thật ra là chị em, thật đau khổ. Tình chị em chết tiệt, hạn tốc nhất sinh thôi, phim rất hay, nhưng mà, cảnh hôn không muốn quay thì đừng quay, tôi nhìn thấy cả khe hở giữa hai người trên bóng. Hà Nhĩ, hồi trước lôi của tôi là Thanh Thủy, bây giờ là cặp đôi tình chị em. Buổi tối, nhiễm thuật vừa làm việc xong quay về đoàn làm phim thì thấy Mạnh Hân Nhã gửi tin nhắn đến, anh Nhiễm, mọi người đều nói nếu tối nay anh mới lộ chuyện tình yêu của anh, em thì phim của chúng ta đã có thể nổi tiếng hơn. Bây giờ khán giả đã thực sự xem diễn xuất của chúng ta rồi. R.S. Em nên nghĩ như thế này, chúng ta đã trở thành chị em rồi mà phim còn có thể nổi như thế này, không phải là sự công nhận với kỹ năng diễn xuất và tác phẩm của chúng ta à? Mạnh Hân Nhã, hê, anh nói xong em nghĩ thông nhiều rồi. R.S. Nhận phim mới thế nào rồi? Mạnh Hân Nhã, ha ha ha, thế mà còn có phim thần tượng liên hệ với em. Có thể là thấy phim này của em nổi nên bọn họ lại dục dịch muốn hành động, anh đoán nam chính là ai? R.S. Đây là chuyện anh có thể biết à? Mạnh Hân Nhã, em đoán anh đã biết một chút tin tức. R.S. Lục Dĩ Nhiên. Mạnh Hân Nhã, đúng, vì anh Lục mặc cổ trang đẹp hơn cả nữ nên rất nhiều nữ nghệ sĩ không muốn nhận cùng một bộ phim với cậu ấy. Bộ phim trước đó còn có tài khoản marketing so sánh kích thước đầu của nam nữ chính. Cho nên chuyện tốt này bèn rơi xuống đầu em. Em không sợ so sánh, em xấu nên tự biết mình. Hơn nữa người hạ thấp em là anh Lục, em không hề có chút gì không phục cả. Đúng là nhiễm thuật có nghe được ít tin tức. Lúc trước cậu còn tưởng rằng đoàn làm phim lừa fan để từ từ hot lên, không ngờ là ký với Lục Dĩ Nhiên thật. Nếu Mạnh Hân Nhã hợp tác với Lục Dĩ Nhiên thì hẳn cũng không tệ lắm. Dù sao kỹ thuật diễn xuất của Lục Dĩ Nhiên cũng không có gì để nói. Không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng có thiên phú. Nghiền nát cả đám xuất thân đào tạo chính quy. Mạnh Hân Nhã, nghe nói cảnh hôn của anh Lục cũng lợi dụng góc quay, ai, tiếc quá. R.S. Lúc trước khi nghe nói cảnh hôn của anh dùng góc quay em có dùng giọng điệu này à? Mạnh Hân Nhã, trước đó em có thấy tiếc, sau đó nhìn thấy chủ tịch Tang, cảm thấy lợi dụng góc quay thì lợi dụng vậy, giữ mạng quan trọng hơn. Để điện thoại di động xuống, nhiễm thuật liếc mắt nhìn WeChat của Tang Hiến. Còn chưa gửi tin nhắn tới nữa, cậu không khỏi tức giận. Vào lúc cậu đang định hỏi tội thì Tiểu Tề lén lút quẹt thẻ gian phòng của cậu, không dám vào mà chỉ gọi một tiếng anh Nhiễm. Nhiễm thuật lười biếng hỏi, sao? Tiểu Tề không trả lời, sau đó có người vào phòng. Nhiễm thuật rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì vén chăn ra nhìn, quả nhiên thấy Tang Hiến đi vào trong phòng cậu, ra hiệu, chờ anh một chút đã. Nhiễm thuật đứng trên thảm nhìn anh. Thấy anh cởi áo khoác treo sang một bên rồi mới nói, lại đây đi. Áo khoác trên người Tang Hiến còn mang theo hơi lạnh, anh sợ nhiễm thuật lạnh theo. Lúc này nhiễm thuật mới nhào qua, treo trên người Tang Hiến, ôm chặt anh hôn một cái rồi hỏi, anh đến hồi nào vậy, sao không nói cho e biết trước một tiếng. Bất ngờ mà, định ở với em mấy ngày. Gần đây công việc anh không bận nữa à?
Nhiễm Thuật hài lòng hỏi. Cũng bận, nhưng em quan trọng hơn. Nhiễm Thuật bật cười. Sinh nhật Nhiễm Thuật là ngày 7 tháng 11, hôm nay là ngày 5 tháng 11, Nhiễm Thuật biết Tang Hiến đến đây là vì lý do gì. Nhiễm Thuật nhìn thấy Tang Hiến thì không ngoan ngoãn nổi, nhanh, cho em xem chồng em giữ dáng thế nào rồi nào. Tang Hiến cũng mặc kệ cậu, tùy cậu làm càn, ôm cậu về giường. Rất nhiều lần việc tặng quà sinh nhật cho Nhiễm Thuật rất phiền não, sẽ đau đầu không biết sinh nhật tiếp theo tặng gì mới ổn. Nếu quà không bằng lúc trước thì Nhiễm Thuật nhất định sẽ ầm ĩ, nói tình cảm của bọn họ không bằng khi xưa. Cũng may quà năm nay Tang Hiến đã chuẩn bị xong từ trước rồi. Ngày đó Nhiễm Thuật quay phim xong rồi về phòng, nhìn thấy luật sư thì hơi kinh ngạc. Tang Hiến vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như trước, ra hiệu cho Nhiễm Thuật ngồi xuống. Nhiễm Thuật cầm tờ đơn trước mặt lên nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức nở nụ cười. Hợp đồng chuyển nhượng, sau này ông chủ công ty giải trí của cậu không còn là Tang Hiến nữa, mà là Nhiễm Thuật. Cậu nhìn chi tiết hợp đồng rồi hỏi, còn anh thì sao? Anh là cổ đông, chỉ phụ trách cung cấp tài chính, quyền quyết định chủ yếu thuộc về em. Tang Hiến nói xong, chờ chút rồi nói tiếp, em cũng biết anh phải quản lý rất nhiều công ty, cũng quả thật không hiểu rõ giới giải trí, không bằng giao cho em. Sau này thu nhập từ người mới, đầu tư hạng mục đều là thu nhập của em hết, Cao Cần sẽ hỗ trợ em. Đây là trao cho Nhiễm Thuật một con át chủ bài, tự làm ông chủ, dù sao cũng thoải mái hơn làm công cho người ta. Trước khi chuyển nhượng, anh đã giải quyết toàn bộ vấn đề của công ty, còn sắp xếp cho cậu vị đại tướng Cao Cần. Hơn nữa, dù sau này Nhiễm Thuật không muốn đóng phim nữa thì cậu vẫn là ông chủ, dưới tay còn có nghệ sĩ, ít nhất vẫn giúp cậu không phải lo chuyện áo cơm. Hợp đồng của cậu với công ty quả thật đã sắp đến kỳ hạn, nếu đã như thế, không bằng đổi hình thức khác. Từ nghệ nhân dưới trướng thành ông chủ công ty, chất khỏi nói. Nhiễm Thuật hài lòng nhìn hợp đồng, lại nghe luật sư giải thích kỹ càng chi tiết cho cậu, sau đó Nhiễm Thuật và Tang Hiến ký tên, hoàn thành việc chuyển nhượng. Nhiễm Thuật cầm hợp đồng xem đi xem lại, sau đó bật cười. Trước đó cậu còn lo lắng Tang Hiến sẽ vì ghen hoặc là lần nữa cố chấp, nhúng tay vào sự nghiệp của cậu. Hiện tại xem ra cậu đã nghĩ nhiều rồi, chỉ cần cậu yêu Tang Hiến hết lòng thì Tang Hiến cũng sẽ không quản lý cậu thái quá. Ngược lại, cậu bắt đầu thở dài, biết thế em đã tha cho Tô Điểm Điểm, mấy năm trước quả thật cậu ta kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy mình sót mấy trăm triệu. Em dẫn dắt Cố Thanh và Khương Lâm sao rồi? Bọn họ sẽ mang đến cho em nhiều lợi nhuận. Tang Hiến nhắc đến người mới. Nhiễm Thuật hứng hờ trả lời, Cố Thanh rất có chí. Phát triển cũng không tệ. Khương Lâm thì rất hiền sao, có việc thì làm, không có công việc thì lo học. Em còn sợ có hôm nào đó cậu ta thấy kinh tế công ty ta bị đình trệ, đột nhiên cho em một khoản tiền đầu tư rồi làm cổ đông luôn. Nhân viên có nhiều tiền hơn ông chủ, áp lực ghê. Sao ro, Phật hệ. Nhiễm Thuật trả lời xong lại bắt đầu suy nghĩ, em có phải chiêu mộ thêm một nhóm người mới nữa không? Cứ tiến hành từ từ theo chất lượng, không cần vội. Em đừng mệt quá. Cũng đừng làm chậm trễ mơ ước của người mới. Được, tối hôm đó, Weibo chính thức của công ty tuyên bố thông cáo, ông chủ của công ty biến thành Nhiễm Thuật. Ông chủ giao công ty cho vợ rồi. Vậy sau này chúng ta gọi ông chủ là gì? Chủ tịch Tang. Hôm nay là sinh nhật của chú, ship quá. Quà sinh nhật của người giàu, người nghèo được tận mắt nhìn thấy. Thật sự cảm thấy chú gia nhập ngành giải trí cho vui thôi, có bạn trai hậu thuẫn rồi. Đám dân mạng biết đến tin tức trên Weibo, các bạn bè thì lại biết nhờ Nhiễm Thuật báo. R.S. Tang Hiến chuyển nhượng công ty cho tớ. Ai, đây là vì quá yêu tớ rồi. Ngọc ca xinh như hoa, 1. R.S. Đều tại tớ quá hoàn hảo làm anh ấy mê mẩn. Ngọc ca xinh như hoa, 1. Nhiễm Thuật cảm thấy không vui, liền đổi người khác, gửi tin nhắn cho Tô An Di, cái mị lực đáng chết này của tớ. Tô An Di, bận, R.S. Còn độc thân à? Chó độc thân không được trải nghiệm chồng tặng quà đem đến niềm vui sướng vào ngày sinh nhật nhỉ? Tô An Di, chuyển khoản 88 tệ, Nhiễm Thuật đang lướt danh sách bạn bè thì nghe thấy Tiểu Tề gọi cậu ra ngoài, anh Nhiễm, đoàn làm phim có chuẩn bị bánh kem. Đón sinh nhật ở đoàn làm phim là như vậy, sẽ chuẩn bị bất ngờ vào sinh nhật của diễn viên. Nhiễm Thuật ngừng quấy rầy người tiếp theo, cất điện thoại xuống xe, vừa ra thì thấy biển hoa đầy trên đất, không biết còn tưởng là ai sắp kết hôn. Nhiễm Thuật nhìn con đường hoa tươi, lại ngẩng đầu nhìn thấy nhóm Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di đứng ở cách đó không xa, ghét bỏ nhìn về phía cậu, lúc này cậu mới không ngừng hưng phấn.
Tớ còn tưởng các cậu sẽ không đến. Nhiễm Thuật nhanh chóng đi qua con đường hoa. Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời, nếu bọn tớ không đến ăn sinh nhật với cậu, cậu còn không ầm ĩ hết năm với bọn tớ à? Sao thế được, tớ lớn rồi mà. Nhiễm Thuật ngay lập tức phản bác. Tùy Hầu Ngọc bĩu môi, không nhìn ra đấy. Nhiễm Thuật thích nhất những thứ hào nhoáng, càng hào nhoáng và không thực tế, càng không có hiệu suất chi phí thì cậu càng thích. Cho nên trên đất toàn là hoa tươi, khắp nơi là bóng bay, các bạn bè đến đầy đủ cả. Cậu nhận được rất nhiều quà, Tiểu Tề xách quà lên xe, chờ Nhiễm Thuật đón sinh nhật xong rồi mở. Nhiễm Thuật nhìn cái bánh kem lớn, cầm dao cắt đi qua, trên đường liếc ngang qua Hầu Mạch, dịp tốt như thế này cậu đến làm gì? Hầu Mạch, Nhiễm Thuật tiếp tục trách hắn, tôi ăn sinh nhật, cậu không thể tha cho tôi một ngày à? Hầu Mạch, không được, tôi phải đi theo Ngọc Ca. Ghét, tôi cũng ghét, sau khi công khai tình yêu, Tang Hiến đã có thể trắng trợn xuất hiện tại phim trường. Đặng Diệc Hành, Lữ Ngạn Hâm cũng đến, đứng cách đó không xa chờ chia bánh kem. Nhiễm Thuật cắt ra rồi chia cho từng người, chỉ không chia cho Hầu Mạch. Hầu Mạch cũng không thèm để ý, cố ý đứng trước mặt Nhiễm Thuật bảo Tùy Hầu Ngọc đút cho mình. Nhiễm Thuật đột nhiên nghĩ dao trong tay không phải là dao nhựa thì tốt rồi, cậu có thể cho Hầu Mạch thử chút. Cũng may lúc này Tang Hiến đi tới, định đút bánh kem cho Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật nghiêm túc chỉ huy anh, muốn ăn miếng lớn hơn miếng khi nãy Ngọc Ca đút. Nhất định phải so kè. Tang Hiến đồng ý, được. Nhiễm Thuật ăn một miếng bánh kem lớn, vừa nhai nuốt vừa thị uy với Hầu Mạch. Hầu Mạch nhìn Nhiễm Thuật thật lâu, đột nhiên bắt đầu buồn bực, tại sao anh phải so kè với một tên ngốc nhỉ? Tùy Hầu Ngọc cũng bất đắc dĩ, không biết, ngốc dễ lây lắm, chúng ta cách xa cậu ấy một chút. Nhiễm Thuật không quan tâm, đuổi theo Hầu Mạch tiếp tục so, Tang Hiến tặng tôi một công ty, cậu thấy sao? Hầu Mạch, cậu đừng đi nhanh như thế. Hầu Mạch, khi nãy Tang Hiến còn nói với tôi. Hầu Mạch bị làm phiền đến mắt trợn trắng. Nhiễm Thuật đi theo hai người lưu luyến không buông. Hầu Mạch, Ngọc Ca có tổ chức sinh nhật như thế cho cậu không? Có nhiều hoa vậy không? À, Ngọc Ca chưa từng mua hoa cho cậu à? Cậu xem, Ngọc Ca của tôi lại mặc áo sơ mi sọc trắng xanh. Cậu ấy vẫn quan tâm tôi nhất, cậu vốn thua rồi. Hầu Mạch, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Hầu Mạch tức giận vô cùng, dứt khoát túm lấy Tang Hiến. Tang Hiến, mày túm cậu ta đi đi, ồn quá. Mày nhịn chút đi, hôm nay sinh nhật em ấy. Tang Hiến thấp giọng trả lời, sau đó nhìn Hầu Mạch cười khẽ, à, thì ra Tùy Hầu Ngọc cũng chưa từng tặng hoa cho mày, mày cũng không giỏi hơn tao bao nhiêu. Hầu Mạch, e là hắn thật sự không nên đến. Tác giả có lời muốn nói. Chương này dài quá, sắp đến tình tiết cuối cùng rồi, sau đó sẽ là đại kết cục. Mà phải xem Nhiễm Thuật dỗ oán phụ Tang của chúng ta một chút mới xem như là viên mãn. Chương 69 thời gian trôi qua, bộ phim mới đã chiếu xong. Tiếp tục nổi như cồn. Bộ phim chính kịch của Nhiễm Thuật cũng quay xong, cậu rời đoàn làm phim. Công việc cậu nhận được mỗi lúc một nhiều. Cao Cần biết đây là cơ hội tốt nhất để Nhiễm Thuật truyền mình nổi tiếng, vì vậy cố gắng lợi dụng độ hot gần đây để bận rộn thêm chút. Trước đây độ hot của Nhiễm Thuật đều dựa vào mấy tin tức kỳ cục, mà như thế thì không ổn lắm. Bây giờ có phim hot giúp cho họ có hy vọng lên hot search hơn. Tranh thủ lịch trình đang trống. Nhiễm Thuật còn nghiên cứu xem nên tổ chức sinh nhật cho Tang Hiến như thế nào. Sinh nhật Tang Hiến là vào ngày 11 tháng 1, ngay sau đó là Tết Nguyên Đán, cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc tặng gì thì mới ổn. Đang xem giao diện, bạn trai tôi mừng gớt nước mắt khi tôi tặng món quà này cho ảnh, Nhiễm Thuật bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ Giản. Thấy người gọi đến là bác sĩ Giản, biểu cảm của Nhiễm Thuật thoáng chốc cứng đờ. Bác sĩ Giản rất ít khi gọi cho Nhiễm Thuật, nếu vấn đề cô nghiêm trọng anh ta chỉ nhắn WeChat báo Nhiễm Thuật. Bây giờ lại gọi trực tiếp tới, điều này khiến Nhiễm Thuật ý thức được có chuyện xảy ra với Tang Hiến và nó không hề lạc quan chút nào. Cậu bắt máy tức khắc, alo, bác sĩ Giản ạ. Nhiễm Thuật, giọng bác sĩ Giản hơi nặng nề, thậm chí hơi do dự. Giọng Nhiễm Thuật hiếm khi nào căng thẳng, nghiêm túc như vậy, anh cứ nói thẳng đi. Chủ tịch Tang gặp tai nạn giao thông, không bị thương nặng lắm, nhưng mà cậu ấy tái phát. Trái tim Nhiễm Thuật lập tức co thắt lại, cảm giác như có ai đó mạnh mẽ luồn tay vào lồng ngực rồi hung hăng bóp chặt tim cậu. Nó khiến cậu khó thở, trái tim nhoi nhói đau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói Nhiễm Thuật run rẩy. Trên đường đến địa điểm họp, Tang Hiến và cậu Thẩm gặp tai nạn giao thông. Lúc ấy xe đang đi đến giữa cầu thì bị lật, sau đó rơi xuống nước.
May sao lúc đó có cậu Thẩm biết bơi, cậu ấy đã kéo tài xế và Tang Hiến ra ngoài. Chẳng qua Tang Hiến tiếp xúc với nước biển lại lên cơn. Tức thì trong đầu Nhiễm Thuật nảy lên rất nhiều suy nghĩ. Bao nhiêu tình huống cầu huyết nhà giàu tranh đoạt ồ ạt kéo đến, tại nạn giao thông ư? Là cố ý hả? Bên chúng ta đã tiến hành điều tra, thật sự là ngoài ý muốn. Nhiễm Thuật lập tức nổi giận, tại sao các anh tra ra được kết quả rồi mới thông báo cho tôi? Chuyện này xảy ra hồi nào? Tai nạn xe xảy ra lúc 3 tiếng trước, cơ thể Tang Hiến không có gì nguy hiểm nhưng trạng thái tinh thần lại không tốt lắm. Các anh đang ở đâu? Trong nhà của cậu ấy. Tôi sẽ lập tức trở về. Nhiễm Thuật cúp điện thoại xong mới chợt để ý bầu không khí trong xe hoàn toàn im ắng. Chỉ bằng một vài lời nói của Nhiễm Thuật là họ đã có thể đoán được chuyện gì đang phát sinh. Bây giờ tất cả đều chờ đợi Nhiễm Thuật giao nhiệm vụ. Nhiễm Thuật thấp giọng nói, đến nhà Tang Hiến. Sau đó cậu dựa vào thành ghế, nhíu chặt lông mày rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cao Cần không nói gì nhiều, cô chỉ ra lệnh tài xế quay đầu đi về phía nhà Tang Hiến. Đồng thời nhắn cho Thẩm Quân Cảnh một tin hỏi thăm tình hình. Sau khi gửi đi vài tin, Cao Cần hít thật sâu rồi mở lịch trình của Nhiễm Thuật ra xem mà đau lòng thay. Tuy nhiên cô hiểu giờ không phải lúc để đau lòng. Bây giờ việc cô cần làm là giải quyết tốt hậu quả. Vị trí hiện tại của Nhiễm Thuật cách hơi xa nhà Tang Hiến, nhìn theo định vị thì mất 4 tiếng mới có thể đến nơi. Có điều lúc này muốn quay lại chỉ có thể đi bằng ô tô, chưa đi tàu cao tốc hay máy bay vẫn phải chờ đợi. Thế nhưng Nhiễm Thuật không đủ kiên nhẫn để đợi. Suốt một chặng đường này, cảnh tượng Tang Hiến rơi xuống nước chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Vốn dĩ Tang Hiến có bóng ma tâm lý với nước biển. Khoảnh khắc xe rơi xuống nước, cửa thì không cách nào mở, phải chăng tất cả những gì mà Tang Hiến có thể nhớ được chính là khung cảnh ngày hôm ấy. Ngày hôm đó, vì cứu anh mà bố Hầu Mạch đã ra đi mãi mãi. Toàn bộ ký ức muốn xóa khỏi tâm trí nhất sẽ lập tức ùa về khi anh tiếp xúc với nước biển. Cơ thể không sao nhưng trạng thái tinh thần thì không ổn lắm. Tuy nhiên bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con người ta sợ hãi. Rõ ràng đã từng chữa khỏi nhưng kết cục vẫn là tái phát, thật sự phí công phí sức. Chỉ sợ trong 3 tiếng đồng hồ Nhiễm Thuật ngây ngô không hay biết gì ấy, bọn họ đang cố gắng cứu chữa cho Tang Hiến nhỉ. Nếu như chuyện không rơi vào bước đường cùng, có lẽ bọn họ không tính để Nhiễm Thuật trở về luôn đấy. Bởi vì thời điểm Tang Hiến tái phát bệnh không kiểm soát được bản thân mình, mỗi mình Nhiễm Thuật mới có thể lại gần anh. Ngày xưa khi Tang Hiến tái phát, Nhiễm Thuật đã từng trông thấy dáng vẻ đó của anh rồi. Mỗi lần như thế Nhiễm Thuật đều ngưng hết công tác chỉ để chăm sóc Tang Hiến mấy ngày, dần dà Tang Hiến cũng hồi phục. Như vậy Tang Hiến vẫn có thể trị liệu duy trì, uống thuốc khống chế là đủ. Nhưng nếu không kiểm soát được, Nhiễm Thuật không dám nghĩ sâu hơn. Ô tô chậm rãi dừng lại, Nhiễm Thuật vội vàng xuống xe. Ekip của cậu ở phía sau theo cậu lên thang máy đến cửa nhà Tang Hiến. Lúc tới cổng mới phát hiện chỉ có mỗi bác sĩ Giản, còn bố mẹ Tang Hiến và Thẩm Quân Cảnh đang cực kỳ lo lắng đứng chờ ngay cửa ra vào. Nhiễm Thuật dừng lại, dương mắt nhìn họ. Bác sĩ Giản hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu ấy không muốn gặp ai cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tôi và mọi người đã khóa cửa sổ, mang hết đồ đạc và đuổi thú cưng đi. Chẳng qua thời gian gấp quá nên không biết còn sót thứ gì không. Cậu vào xem thử xem, nếu tình hình không khả quan chỉ còn cách gây mê đưa đi thôi. Đưa đi, đưa đến bệnh viện tâm thần. Đây là cách xấu nhất. Nhiễm Thuật khẽ gật đầu, sau đó bấm vân tay ở cửa rồi đi vào. Lúc này không người nào theo cậu vào, bởi vì chỉ cần ai đó lọt vào tầm mắt Tang Hiến thì anh sẽ nổi điên lên rồi hung hăng gây thương tích cho họ mất. Nhiễm Thuật bước vào trong thì thấy cả căn phòng tối om. Toàn bộ rèm cửa đều đóng kín. Trong phòng không có lấy một thứ có thể phát sáng. Cậu mở điện thoại bật chế độ im lặng, tiếp theo dùng ánh sáng màn hình nền chiếu vào, bắt đầu tìm kiếm Tang Hiến. Phòng khách không có, phòng ngủ cũng tương tự. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng tiến vào phòng thay đồ. Nhiễm Thuật đứng trước cửa phòng thay đồ, trông thấy bóng dáng của người đó thì cất điện thoại. Một mình ngồi trong góc tối, hình như Tang Hiến cũng đang nhìn về phía cậu, yên tĩnh, không nhúc nhích và không nói gì. Nhiễm Thuật bước qua rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Cậu ôm Tang Hiến vào lòng, cùng anh núp trong xó, úp mặt vào bả vai anh không rời. Ngay cả khi nghe thấy tiếng nức nở của Tang Hiến, cậu vẫn không ngước nhìn. Cậu biết Tang Hiến lại bắt đầu khóc không ngừng rồi, cậu không dám nhìn xem lần này Tang Hiến có lại tự hại mình cô. Giờ phút này, cậu chỉ có thể cố gắng im lặng hết mức để Tang Hiến chắc chắn rằng cậu không mang theo ý xấu,
hy vọng anh cho phép cậu ở lại. May mắn là Tang Hiến không tấn công cậu cũng không tỏ vẻ xua đuổi, anh vẫn cứ yên tĩnh như thế. Trong phòng thay đồ u ám không một tia sáng, bé bự Tang Hiến thu mình vào nơi góc tối lặng lẽ rơi nước mắt. Chung quanh cực kỳ tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng khóc dồn nén của Tang Hiến ra thì không còn âm thanh nào khác. Nhiễm Thuật không nói gì, cậu chỉ ôm Tang Hiến rồi tiếp tục bầu bạn với anh. Cậu muốn dùng hành động này để chứng minh rằng vẫn luôn có người bên cạnh anh đấy. Nhiễm Thuật vốn là tuýp người không thích ngồi yên một chỗ, thậm chí không thể giữ im lặng. Cậu rất hiếu động, rất thích tán dóc. Nhưng khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu an tĩnh lại đó là được ôm người mình yêu. Cũng không biết phải trải qua bao lâu thì Nhiễm Thuật mới từ từ nhúc nhích. Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tang Hiến bất thình lình nắm lấy mắt cá chân Nhiễm Thuật khiến cậu sợ cứng đờ cả người. Sau đó cậu nhẹ giọng nói, em đi lấy khăn giấy cho anh mà. Tang Hiến vẫn ngồi trong góc cố chấp không buông tay, nhìn chằm chằm cậu. Cậu do dự một lát vẫn quyết định ở lại bên cạnh Tang Hiến. Nhiễm Thuật lần nữa ngồi xổm kế bên anh, vậy anh đừng khóc nữa nha, không là em phải ra ngoài lấy khăn đó. Tang Hiến không trả lời, biểu cảm thật thà ngô ngố, hình như không hiểu lắm ý cậu nói là gì. Mà cậu cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, thế là lại ngồi ngay ngắn bên Tang Hiến. Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng nhìn rõ dáng vẻ của Tang Hiến, không khỏi thở dài. Cậu tiện tay cầm đại một cái áo sơ mi, mặc kệ nó đắt hay rẻ mà lau nước mắt nước mũi cho Tang Hiến. Tang Hiến không tỏ thái độ gì hết, cứ để Nhiễm Thuật tùy ý làm. Hai người ngồi yên tới nửa đêm, lúc này Nhiễm Thuật cảm thấy hơi mệt, cậu khẽ hỏi anh tụi mình lên giường nha. Tang Hiến nhìn chằm chằm cậu như cũ, Nhiễm Thuật đứng dậy, đưa tay đỡ Tang Hiến. Có lẽ ngồi xổm trong góc quá lâu nên phản ứng của Tang Hiến hơi chậm chạp. Nhiễm Thuật vượt bao gian nan mới kéo anh đứng dậy nổi, sau đó dẫn anh về phòng ngủ. Cậu dìu Tang Hiến vào phòng ngủ rồi đỡ anh nằm xuống giường. Đầu giường hai người đặt sẵn khăn giấy khăn ướt, nhờ thế mà Nhiễm Thuật cuối cùng cũng có thể lấy khăn ướt lau mặt giúp anh. Sau khi giúp Tang Hiến lau mặt sạch sẽ, cậu bèn nằm xuống bên cạnh anh, thử trò chuyện với Tang Hiến, anh xem đi, nằm trên giường thoải mái hơn biết bao nhiêu nhỉ. Song nằm cả buổi vẫn không thấy anh trả lời. Nhiễm Thuật không gấp, tiếp tục lẩm bẩm, tình trạng anh hiện không tốt lắm, mai anh đừng đi làm nữa. May sao gần đây em không có việc gì, vậy em ở nhà với anh nhé, anh thấy được không? Mấy ngày nay Nhiễm Thuật bề bộn công việc, ai bảo dạo này cậu đang trong thời kỳ đỉnh cao làm chi. Tuy nhiên vì Tang Hiến, cậu có thể gác lại toàn bộ mọi thứ. Lúc Tang Hiến cần cậu nhất, Nhiễm Thuật phải bên cạnh chăm sóc anh. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Đương nhiên Tang Hiến không trả lời cậu, cậu bắt đầu giúp anh thay quần áo, bộ đồ này không thoải mái, em giúp anh thay bộ khác nhé. Sau khi rơi xuống nước, bộ quần áo ướt sũng của Tang Hiến đã được thay ra, thế nhưng anh vẫn tiếp tục mặc áo sơ mi như cũ. Lúc Nhiễm Thuật giúp Tang Hiến cởi áo, cậu phát hiện trên cánh tay anh có vết cào. Động tác của cậu bỗng ngừng lại, cậu có thể đoán được lúc Tang Hiến ngồi co ro khóc lóc trong góc, hẳn là móng tay anh sượt qua cánh tay nên mới tạo ra vết xước này. Nhưng móng tay Tang Hiến vốn sạch sẽ, lại còn cách một lớp quần áo, có thể tạo thành dấu hằn khủng bố như vậy, khẳng định Tang Hiến dùng rất nhiều sức lực. Không lẽ sau khi tái phát anh mất hết cảm giác đau rồi sao? Hay phải nói rằng chỉ có nỗi đau mới khiến anh cảm thấy tốt hơn à? Nhiễm Thuật chỉ có thể giúp Tang Hiến cởi áo vì cậu không thể rời khỏi Tang Hiến nửa bước, thậm chí lấy bộ quần áo khác thôi mà cậu cũng bất lực. Cậu đành nằm lại xuống cạnh Tang Hiến rồi hỏi, anh muốn đi vệ sinh không? Tang Hiến không đáp, cậu tiếp tục thăm dò, em đỡ anh đi tắm nhé. Như vậy có thể giúp Tang Hiến khử trùng vết thương. Tang Hiến vẫn im lặng không nói câu nào như cũ. Nhiễm Thuật cảm thấy mình vẫn nên giúp Tang Hiến xử lý một chút, vì thế dìu Tang Hiến vào toilet. Cuối cùng cậu đã có cơ hội giúp Tang Hiến thay quần, thậm chí tranh thủ giúp anh lau người sạch sẽ. Cậu để Tang Hiến ngồi trên giường, một mình thì vào nhà tắm kiếm cồn iốt. Chưa kịp tìm được đã bị Tang Hiến bắt lấy kéo về sau, lần nữa quay lại bên cạnh anh. Động tác lôi kéo của Tang Hiến quá thô lỗ, lúc di chuyển cơ thể cậu va vào bàn đá lavabo, kết quả cả người gần như ngã nhào vào ngực Tang Hiến. Cậu chưa kịp hô đau đã thấy ánh mắt Tang Hiến bao trùm lấy mình. Ánh mắt đó rất khó hình dung, lại ẩn chứa sự cố chấp, cảm giác Nhiễm Thuật không thể rời khỏi anh, bằng không anh sẽ nổi giận, sẽ túm cậu trở về. Nhiễm Thuật đành nhịn đau giải thích, em định đi tìm đồ thôi mà. Tang Hiến không trả lời cậu, chỉ nắm cổ tay cậu không buông. Lực tay càng lúc càng mạnh,
chặt đến mức nhiễm thuật đau nhói. Cậu tiếp tục an ủi, em không bỏ anh đâu, em ở ngay bên cạnh anh. Tang Hiến vẫn không chịu buông tay cậu ra. Cậu thử đẩy tay Tang Hiến, thế nhưng hành động này lại khiến Tang Hiến tức giận. Anh bất ngờ khống chế cậu, thô bạo hôn cậu. Nụ hôn như sự trừng phạt, môi cậu bị cắn chảy máu. Sau đó mặc kệ nhiễm thuật đau hay không, anh hung hăng. Nhiễm thuật chịu đựng cơn đau dìu Tang Hiến về giường. Mắt thấy Tang Hiến nằm xuống đàng hoàng, cậu mới cúi đầu nhìn bả vai của mình, đã bị cắn đến chảy máu. Khoang miệng cậu ngập tràn vị dì sắt, cánh môi cũng đang dì máu không ngừng. Cậu nằm bên cạnh Tang Hiến, ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ, miệng thì tiếp tục cằn nhằn, cái tên ngốc này, đang bị bệnh mà không thấy anh bớt háo sắc nhỉ. Đầu óc có vấn đề còn chỗ khác không có chút bệnh tật gì, tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn. Đáng lẽ em không nên tốt với anh quá, không anh cứ được đà lấn tới. Kiểu gì ông đây cũng bị anh trịch tới phế mất, địch. Có lẽ sự tương phản quá mạnh mẽ nên nhiễm thuật mới cảm thấy chênh vênh thế này. Bình thường Tang Hiến rất dịu dàng và nâng niu cậu. Nhưng lúc này anh lại hung hăng thô bạo khiến nhiễm thuật tủi thân phát khóc, tuy nhiên cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Trong phòng bật một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh cả hai, vừa an tĩnh vừa yên bình. Nghe nhiễm thuật nói dông nói dài như vậy, Tang Hiến vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác như cũ, hình như anh không rõ cậu đang nói gì. Song Tang Hiến cứ nhìn đăm đăm vào nhiễm thuật, ánh mắt không rời dù chỉ là một khắc. May mắn nhờ hành động vừa rồi mà Tang Hiến đã thôi khóc. Nhiễm thuật ngay lập tức nở một nụ cười với Tang Hiến, em có khen anh đâu, anh đúng là tên khốn, một tên khốn kiếp. Đừng tưởng anh tái phát là em sẽ cưng chiều anh. Xem ra Tang Hiến không hiểu được lời nói của cậu nhưng trông thấy nhiễm thuật cười với mình, anh bèn tiến lên hôn cậu lần nữa. Dù đôi môi vẫn còn hơi đau nhói nhưng nhiễm thuật không hề có ý định khước từ. Cậu chịu đựng đau, mặc kệ Tang Hiến hôn mình. Tác giả có lời muốn nói, dù mất đi ý thức nhưng vẫn nhớ rõ em, không bao giờ rời bỏ em. Sau lần giấu nhiễm thuật trị liệu, thỉnh thoảng Tang Hiến sẽ tái phát. Lúc anh khôi phục ý thức sẽ chủ động đi khám bác sĩ. Thế nhưng lần này tái phát, không thể khôi phục ý thức, còn quen với nhiễm thuật nên mới gọi nhiễm thuật. Là tái phát thật, lúc tỉnh táo trừ chuyện học vấn ra thì anh sẽ cô làm nhiễm thuật đau lòng trong những chuyện khác. Chương 70 sau khi chắc chắn Tang Hiến đã ngủ, nhiễm thuật mới cẩn thận từng chút một bước xuống giường. Cậu bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra thấy vài cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn của bác sĩ Giản, nếu tình trạng của Tang Hiến không ổn định hay là xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Hãy lập tức liên hệ với chúng tôi, hoặc đi ra ngoài cửa, luôn có người luân phiên canh gác. Cậu gõ chữ nhắn lại, anh ấy đã ngủ rồi, tôi kiểm tra xem phòng có vật gì nguy hiểm không, mọi người đừng vào đây. Bác sĩ Giản, được, cậu cất điện thoại, đầu tiên là đi tìm thuốc khử trùng, cẩn thận từng ly từng tí xử lý vết thương cho Tang Hiến. Sau đó dán băng cá nhân lên, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Xử lý xong vết thương của Tang Hiến. Cậu mới soi gương tự bôi thuốc cho vết thương của mình, trong lòng không khỏi hơi lo lắng sẽ để lại sẹo. Một vết sẹo hình dấu răng, rất khó nhìn, sau đó cậu đi vào bếp. Những con dao ở phòng bếp đã bị mang đi từ sớm, có lẽ Tang Hiến đã nói với bác sĩ Giản về tình trạng của mình, để bác sĩ Giản biết lúc anh mất ý thức sẽ có khả năng cầm dao. Cậu tìm kiếm trong bếp, cuối cùng ngay cả cái dĩa cũng mang đi, đưa cho mấy người đang gác ở ngoài cửa. Cậu lại đi vào những phòng khác. Nhìn thấy dây thừng xích chó cũng cầm lấy, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Dường như không còn vật gì nguy hiểm nữa rồi, ngay lúc cậu định mang sợi dây thừng ra ngoài, vừa quay đầu đã thấy Tang Hiến đứng ngoài cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề. Dáng người cao lớn gần như chắn hết ánh sáng ngoài cửa, thẳng tắp lại mang theo cảm giác nguy hiểm khiến người khác cảm thấy run sợ. Trong ánh mắt không giấu được cảm giác xâm lược, hận không thể dùng ánh mắt để xẻ thịt cậu. Cậu sửng sốt, nhanh chóng giải thích, em không đi. Em chỉ đến phòng này xem một chút thôi. Không ngờ, Tang Hiến lại bước tới vác cậu lên, một lần nữa mang về phòng ngủ. Lúc bị ném lên giường nhiễm thuật hơi hoảng loạn, sẽ không làm thêm một lần nữa đó chứ. Mãnh liệt như thế, cậu không chịu nổi nhiều lần như vậy đâu. Cũng may, lần này Tang Hiến chỉ dùng dây thừng buộc cổ tay cậu, đầu còn lại cố định vào giường. Suốt quá trình, nhiễm thuật rất ngoan ngoãn phối hợp theo, thậm chí thơm lên má anh một cái. Tang Hiến mê man trước thái độ của nhiễm thuật, nhưng có thể trói nhiễm thuật vào giường khiến Tang Hiến cảm thấy cậu sẽ không chạy thoát được nữa. Sau khi buộc chặt, Tang Hiến không chạm vào cậu nữa, ngồi lên giường, lẳng lặng nhìn cậu.
Ánh mắt Tang Hiến sâu thẳm, như muốn dùng hành động nói cho cậu, anh phải nhìn chằm chằm như thế, tránh để cậu lén chạy trốn lần nữa. Lúc này Nhiễm Thuật mới nhận ra được, sợi dây thừng này rất nguy hiểm, cũng may nó không buộc trên cổ mà trói ở cổ tay. Cậu không chú ý đến dây thừng, một lần nữa đến bên cạnh Tang Hiến, nói em không đi đâu cả. Cậu lắc lắc cái tay đang bị trói của mình, anh nhìn xem, anh trói em thế này, em muốn đi cũng không đi được. Tang Hiến vẫn nhìn chằm chằm cậu như cũ, ánh mắt cũng không yếu đi chút nào, dường như không tin tưởng cậu. Nhiễm Thuật lại tiến đến gần thơm lên má anh, em rất yêu anh mà. Hôn thêm một cái nữa, vô cùng yêu anh đó. Lại hôn thêm một cái nữa, rất là yêu anh luôn. Nhiễm Thuật nói xong thì nhìn Tang Hiến, trong lòng thầm nghĩ, lời ngọt ngào gì em cũng nói cả rồi, anh đừng có mà không biết điều. Cuối cùng ánh mắt Tang Hiến mới dịu đi một chút, cậu dựa vào bờ vai Tang Hiến không muốn buông ra. Đáng tiếc, cậu đã rất nhanh nhận ra có điều gì đó không ổn, hai người họ cả một ngày đêm chưa ăn gì, sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi. Nhiễm Thuật chỉ có thể tỉnh táo lại một lần nữa, tiếp tục dỗ dành người ngốc này, em thích anh, em chỉ thích anh, thích đến mức không đếm được. Tang Hiến chỉ nhìn cậu, không nói lời nào. Trong lòng em chỉ có anh thôi, em không thể sống thiếu anh được. Tang Hiến, Nhiễm Thuật chỉ có thể nhanh chóng ra quyết định, dứt khoát chủ động. Cái dây thừng buộc chó này thật vướng víu, cậu vừa bị trói, vừa bị làm một lần. Sau khi kết thúc, Nhiễm Thuật nằm trên giường một lát mới hồi phục được, thấy Tang Hiến được dỗ dành tốt hơn một chút, mới dám nói với Tang Hiến, anh nắm ở đây này, em đến phòng bếp nấu gì đó ăn. Tang Hiến nghe lời cầm một đầu dây thừng, dắt Nhiễm Thuật ra khỏi phòng. Nhiễm Thuật không cách nào mặc lại quần áo, chỉ có thể giữ nguyên trạng thái này đi vào phòng bếp, khó khăn do bị trói bắt đầu lộ ra, cậu khó khăn lấy nồi, vo gạo sau đó đổ nước nấu một nồi cháo. Làm xong những việc này, cậu thở dài một hơi, quay đầu đã thấy Tang Hiến xem mấy bức ảnh anh thích, cậu cũng lười để ý. Nhiễm Thuật đứng cạnh bếp chờ cháo chín, còn cẩn thận chuẩn bị cả bát đũa. Cậu nhìn nồi cháo, lại quay đầu nhìn về phía Tang Hiến, tiếp tục phàn nàn. Trước đó em nghe thấy có nhiều người vì kiếm cơm mà hiến thân, em còn không hiểu, cần thiết phải như thế không? Làm gì đến mức phải hy sinh cả bản thân mình như thế, tay làm hàm nhai không tốt sao? Hiện tại em đã cảm nhận được, để có thể nấu cơm, bản thân còn phải tự nhấp, nhấp lên nhấp xuống chủ động. Nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía Tang Hiến, cười với anh, em đang khen anh đó. Chờ cháo chín, Nhiễm Thuật múc cháo vào hai cái bát, bê hai lần mới đưa đến được phòng ăn. Suốt quá trình này, Tang Hiến vẫn giữ chặt sợi dây, ánh mắt sâu thẳm nhìn hành động của Nhiễm Thuật, sợ Nhiễm Thuật chạy mất. Nhiễm Thuật lấy khăn giấy lau lau nơi bị ướt trên mặt đất, lẩm bẩm, bị đổ ra nền nhà rồi, em dẫm lên suýt nữa trượt chân. Lau sạch sẽ xong, cậu mới ngồi vào bàn ăn một lần nữa, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, anh ngồi xuống đây. Tư duy của Tang Hiến không quá nhanh nhẹn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật dùng thìa múc một ít cháo ra. Thổi thổi, xác định không nóng mới đút cho Tang Hiến. Tang Hiến đờ đẫn há miệng ăn hết. Nhiễm Thuật tiếp tục đút từng thìa cho Tang Hiến, sau đó dùng ngón cái lau môi cho anh. Cho Tang Hiến ăn xong, cậu mới tự mình ăn cháo. Bát của cậu đã nguội ngắt rồi nên không cần thổi nữa. Cậu ăn rất nhanh, chồng hai cái bát lên nhau, đi bỏ vào bồn rửa trong bếp. Đáng tiếc hai tay cậu bị trói lại với nhau, cầm không chắc chắn, cái bát phía trên trượt ra, cậu không thể đón được. Bát rơi trên mặt đất, Tang Hiến vô thức đưa tay ra dọn dẹp, tay nắm thật chặt một mảnh vỡ sắc bén. Nhiễm Thuật vừa nhìn thấy thì giật nảy mình, lập tức kêu lên, không cần, anh bỏ xuống đi. Trong tay Tang Hiến còn cầm mảnh vỡ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Nhiễm Thuật, không hiểu gì cả. Nhiễm Thuật chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, hơi cúi người, nói với Tang Hiến, ngoan, nghe em, anh bỏ ra đi. Lúc này Tang Hiến mới thả mảnh vỡ xuống. Nhiễm Thuật sợ anh cầm lấy mảnh vỡ nào nữa, trong lúc vô thức sẽ làm người khác bị thương, mặt khác cũng sợ anh dùng những thứ này tự hại bản thân. Lúc này, tim Nhiễm Thuật đập thình thịch vì lo lắng. Cậu ổn định Tang Hiến, nhanh chóng nhặt toàn bộ mảnh vỡ lên, ném vào túi rác. Cảm thấy chưa đủ an toàn, cậu còn cố ý lấy thêm một bộ quần áo, trùm lên thùng rác. Chờ Tang Hiến ngủ say sẽ nghĩ cách đưa cái thùng rác này ra ngoài. Đồng thời cậu cũng nhận ra cần phải đổi chén bát nữa, bát sứ không an toàn. Ổn định Tang Hiến xong, cậu dẫn người vào phòng ngủ, nhìn anh nằm xuống giường mới thở phào nhẹ nhõm. À, Nhiễm Thuật giơ tay lên, nhìn thấy ngón tay cậu có một vết thương,
kinh ngạc tự hỏi, bị thương lúc nào vậy nhỉ? Lúc đó chỉ quan tâm an toàn của Tang Hiến, bình tĩnh lại mới chú ý tay mình bị thương. Quên đi, vết thương không lớn, cậu đi đi lại lại quá phiền phức, không xử lý nữa. Cậu mệt mỏi nằm bên Tang Hiến, tựa người vào anh nghỉ ngơi. Chưa đến buổi trưa, Nhiễm Thuật lại đói, hôm qua cậu không ăn gì cả đêm, sáng chỉ ăn một bát cháo, không thể nào no bụng được. Cậu thỉnh thoảng còn kiểm soát chế độ ăn, sức chịu đựng tốt hơn một chút, có lẽ Tang Hiến cũng đói rồi. Cậu lại suy nghĩ, cơm trưa nên xử lý thế nào bây giờ? Cậu cầm điện thoại, thấy mất tin nhắn trên màn hình, chắc là Thẩm Quân Cảnh đã đến, hỏi cậu có thể ra ngoài lấy đồ không? Cậu nhanh chóng trả lời, tôi nhắn cậu mật khẩu, cậu mở cửa sau đó đặt bên ngoài là được, tôi sẽ lấy sau. Thẩm Quân Cảnh, được. Nhiễm Thuật cẩn thận lắng nghe động tĩnh một lát, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, xác định là Thẩm Quân Cảnh mang đồ ăn đến không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, Tang Hiến đột nhiên tỉnh lại lúc này, duỗi tay ôm lấy cậu, ôm chặt vào lòng. Hiển nhiên Tang Hiến cũng nghe thấy âm thanh mở cửa. Nhiễm Thuật khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tang Hiến, thấy Tang Hiến ôm chặt mình, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa như thể sẽ có người đột nhiên xông vào, cướp Nhiễm Thuật đi mất. Lúc này anh phải bảo vệ Nhiễm Thuật thật cẩn thận mới được. Nhiễm Thuật nhanh chóng an ủi, không sao, không sao, là gió va vào cửa nên mới phát ra tiếng động. Tang Hiến nghe không hiểu, vẫn lắng nghe tiếng động bên ngoài như cũ. Sau khi xác định không còn âm thanh nào nữa, cũng không có ai xông vào, Tang Hiến mới từ từ buông cậu ra. Thấy anh đã bình tĩnh trở lại, Nhiễm Thuật giơ tay lắc lắc với Tang Hiến, anh nhìn này, buộc thế này em khó chịu lắm, đi ngủ cũng không thoải mái chút nào. Nếu có ai xông vào em cũng không thể phản kháng được. Ánh mắt Tang Hiến rơi vào cổ tay cậu, anh cởi trói cho em đi, nhanh nào. Không cười thì em không thể ôm anh được. Có lẽ việc Nhiễm Thuật không thể ôm anh khiến Tang Hiến cảm thấy rất nghiêm trọng, Tang Hiến thực sự cởi trói cho Nhiễm Thuật. Sau khi thoát khỏi sợi dây thừng, Nhiễm Thuật cử động cổ tay mình một chút, nói cho Tang Hiến, anh xem này, dù được cởi dây trói, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Nói xong, cậu duỗi tay ôm lấy Tang Hiến, một lần nữa ngồi vào lòng anh, chồng à, em yêu anh rất nhiều. Cùng lúc đó một chiếc hôn nhẹ rơi trên môi Tang Hiến. Lại một lần hiến thân vì miếng cơm, Nhiễm Thuật xòa eo, dẫn Tang Hiến ra ngoài cửa, cầm lấy hộp đồ ăn đã nguội, trở lại phòng ăn, vẫn đút cho Tang Hiến trước như rồi bản thân mới ăn sau. Ăn xong, Nhiễm Thuật vứt hộp cơm đi, tiếp tục nói chuyện cùng Tang Hiến, chồng à, mấy ngày nữa anh đưa em đi du lịch nhé, em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh nghĩ mình nên đi đâu, anh lúc nào cũng bận, không có thời gian bên em, trong mắt cũng chỉ có công việc mà không có em. Nếu em không ồn ào phiền đến anh, em sợ anh sẽ quên em mất. Nhiễm Thuật đưa Tang Hiến vào phòng khách, hé rèm cửa ra, nhìn phản ứng của Tang Hiến một chút, thấy anh không bị kích thích mới kéo ra toàn bộ. Cậu kéo Tang Hiến ngồi cùng trong phòng khách phơi nắng, tựa vào lòng Tang Hiến lắc lư chân, tiếp tục nói tiếp, chồng à, không phải chúng ta đã từng bồi dưỡng cảm giác an toàn rồi đó sao? Anh không thể để em trước mỗi bữa ăn phải dùng cơ thể này cho anh cảm giác an toàn được. Mỗi lần đều như thế, eo em rất đau. Lần sau nghe thấy tiếng động anh đừng sợ nữa nhé, khi ấy chúng ta còn có thể ăn được cơm nóng. Nhiễm Thuật nói xong, quay đầu nhìn Tang Hiến, thấy anh vẫn không có biểu cảm gì, bèn ôm lấy mặt anh hôn một cái, anh đừng tự tạo áp lực cho mình, đồ nguội thì nguội đi, nhưng em nghe nói dạ dày bá tổng các anh đều không được tốt lắm, em sợ dạ dày của anh xảy ra vấn đề mà thôi. Nhiễm Thuật lại rụi rụi vào ngực Tang Hiến, ây gu. Tại sao anh lại thích em như thế này chứ? Một chút cũng không rời. Phiền quá đi à? Không ngờ Tang Hiến lại cau mày. Cậu nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt trán anh. Không phải anh phiền. Anh không phiền chút nào. Em yêu anh. Rất yêu anh. Sau đó lại ôm mặt Tang Hiến hôn một lượt mới dỗ dành được. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.